Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 961, cấm chế vừa ngưng tụ. Ngô Bình cầm lấy rồi dở ra xem, phá hiện nội dung của bản ghi chép này là nghiên cứu về gông xiềng gen con người, tuy còn sơ sài, nhưng đọc qua một cái, anh cảm thấy ý tưởng rất thú vị. Đóng bản ghi chép lại, anh bảo, được, tôi cho ông hai viên. Anh đưa hai viên sinh mệnh đan cho ông cụ Hàn, một viên cho ông, một viên cho cháu gái ông. Món đồ cháu ông đưa cho tôi rất có giá trị. Hàn Thu mừng rỡ, rối rít cảm ơn. Ngô Bình nhấc ô tô xuống, lái xe về phố Lệ Thủy. Về đến nhà, anh lấy máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn Thần Huy. Về sinh mệnh đan bán ra lần trước, người dùng đã có phản hồi, bảo rằng công dụng rất tốt, để lại lời nhắn cảm ơn. Anh cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, hỏi anh có bán sinh mệnh đan hay không. Ngô Bình trả lời rằng 2 giờ chiều nay sẽ có một buổi đấu giá. Phía bên kia, tiệc mừng nhà họ Từ đã kết thúc. Ông cụ Hàn và cháu gái trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Trong lúc ấy, Hàn Thu mở máy tính lên, nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn Thần Huy. Không ngờ Hàn Thu cũng là thành viên của Thần Huy rồi. Vừa vào diễn đàn, Hàn Thu đã thấy trong nhóm có người bàn luận về một loại đan dược rất kỳ diệu, có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng, 2 giờ chiều nay sẽ có một buổi đấu giá loại thuốc này. Trang đấu giá đã nóng lên rồi. Khi nhìn thấy tên đan dược, Hàn Thu không khỏi ngẩn người, đây là sinh mệnh đan mà Long chủ cho mình đây mà. Hàn Thu gọi ông cụ Hàn, ông ơi, có người đấu giá sinh mệnh đan mà Long chủ cho chúng ta đấy ạ. Ông cụ Hàn cũng không kinh ngạc, không có gì lạ cả. Chỉ không biết giá của đan dược này có thể đạt đến mức nào thôi. 2 giờ, buổi đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 1 tỷ, mỗi lần đấu giá phải thêm không dưới 100 triệu. Cạnh tranh kịch liệt vô cùng. Trong 5 giây đầu, giá đã lên đến 2 tỷ, rồi tiếp tục vọt lên. Cuối cùng, giá của sinh mệnh đan đã được đấu giá thành công với 10,9 triệu. Sau khi giao dịch, Hàn Thu không dám tin vào mắt mình nữa, lẩm bẩm, ông nội ơi, Long chủ đã tiện tay tặng cho chúng ta hơn 20 tỷ. Ông cụ Hàn nói, điều này chứng tỏ số liệu cháu đưa cho Long chủ rất có giá trị. Hay, đáng tiếc thật. Hôm nay nếu không phải vì cháu cứ nhằm vào Long chủ thì quan hệ của chúng ta có thể thân thiết hơn rồi. Hàn Thu cúi mặt, vô cùng hối hận về hành động của mình, khẽ thở dài, cháu nghĩ mình là thành viên của Thần Huy nên xem thường người khác. Sau này cháu nhất định sẽ chú ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông cụ Hàn nghiêm túc bảo, Thu à, cháu có thể gia nhập Thần Huy đều nhờ ông nội liên hệ người quen để giúp cháu. Đừng vì thế mà khinh thường người khác. Ví dụ như Long chủ Ngô ngày hôm nay, đó là nhân tài kiệt xuất. Nếu có thể làm bạn của Long chủ, chúng ta sẽ được hưởng lợi cả đời. Hàn Thu đáp, ông nội yên tâm, cháu sẽ nghĩ cách cứu vãn. Phòng thực nghiệm sinh mệnh có máu của thần vương thượng cổ. Cháu sẽ nghĩ cách trộm một ít rồi tặng cho Long chủ Ngô. Như vậy, anh ấy sẽ có thêm thiện cảm với cháu. Ông cụ Hàn kinh ngạc, trộm. Không được, quá nguy hiểm. Nhớ bị phát hiện thì không ai cứu được cháu đâu. Hàn Thu cười nói, ông yên tâm, máu đó có nhiều lắm, cháu trộm vài giọt ra, không ai phát hiện đâu ạ. Ông cụ Hàn ngẫm nghĩ, được rồi, tóm lại là phải cẩn thận đấy. Ngô Bình đang có tâm trạng rất tốt sau khi đấu giá một viên sinh mệnh đan. Sau này, anh sẽ đấu giá mỗi tuần một viên, mỗi năm có thể kiếm ít nhất 500 tỷ, lãi hơn rất nhiều so với việc bán thực phẩm chức năng. Hiện giờ anh đang lấy xương thần ra nghiên cứu, phát hiện trong xương thần này chứa loại thần lực nào đó. Anh thử dùng thần niệm thâm nhập xương thần. Đúng lúc này, pháp bàn chấn động, phù văn tiên thiên bên trong phát ra lực hút, thần lực trong xương thần không ngừng chảy vào cơ thể anh rồi bị pháp bàn hấp thụ. Sau khi pháp bàn hấp thụ thần lực thì trở nên cứng cáp hơn, vật hình đĩa thêm phần rõ ràng. Mắt anh sáng lên, xem ra pháp bàn cần thần lực trong này. Thế là anh lấy chiếc xương thần thứ hai ra, tiếp tục cho pháp bàn hấp thụ. Từng chiếc một biến thành màu trắng sau khi bị hút năng lượng. Còn trở nên giòn tan, bóp một cái là nát vụn. Sau khi hấp thụ hết số xương thần trong hộp, pháp bàn của Ngô Bình đã to gấp đôi. Anh cảm thấy thần lực đang dần ngưng tụ thành cấm chế dưới sự khống chế của pháp bàn. Cấm chế là thứ mà anh chỉ tìm thấy trong pháp khí cực mạnh, ví dụ như chiếc đỉnh trấn áp cửu vĩ thiên hồ, ví dụ như lá cờ màu vàng mơ, và bùa thần lấy được từ vườn bùa. Nhưng lúc này, trong pháp bàn của anh lại ngưng tụ được cấm chế. Chẳng bao lâu sau, ba cấm chế hình run đã được hình thành. Trong đầu anh vừa nảy ra ý nghĩ, một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện trong cơ thể,
kẻ đầu têu mọi chuyện chính là ba cấm chế này. Nếu Ngô Bình là máy tính thì pháp chính là con chip, còn cấm chế là chương trình chạy trên máy tính. Các chương trình khác nhau có thể hoàn thành các tác vụ khác nhau, chẳng hạn như tài liệu, phần mềm xử lý ảnh, phần mềm phát video, vân vân. Vậy nên, cấm chế vừa xuất hiện, Ngô Bình đã có được pháp lực. Pháp lực này mạnh hơn nhiều so với pháp lực anh đã ngưng tụ trước đó, vì nó có cấm chế làm chỗ dựa, có nội hàm. Giây tiếp theo, một lớp vàng dày đặc xuất hiện trên bề mặt cơ thể anh. Ánh sáng vàng này rất sắc bén và có sức phòng ngự mạnh mẽ. Tuy uy lực của nó chưa sánh bằng lực thiên nguyên nhưng vẫn rất mạnh. Trong đầu anh vừa nảy ra suy nghĩ, tay phải có thêm một tấm khiên năng lượng màu vàng, tay trái có một trường kiếm năng lượng màu vàng. Tốt đấy, năng lượng này có thể thay đổi theo suy nghĩ của mình. Nói vậy, bây giờ năng lực tấn công của mình cũng đã ngang ngửa kẻ mạnh linh biến, anh nhủ bụng. Sau khi hấp thụ thần lực trong xương thần, anh lại lấy tinh thạch kia ra, bên trong có một viên nhãn châu rất lớn. Rõ ràng, nhãn châu này đã ngập tràn năng lượng tà ác. Anh hơi cau mày, không biết đại thần Côn Ngô có thích món đồ tà môn này không? Nghĩ đến đây, anh bèn nói với Chu Thanh Nhiên một tiếng rồi bay đến Vân Kinh. Số 1 Vịnh Bạch Long, Vân Kinh. Anh vừa đến nơi đã trông thấy Đường Tử Di và Đường Tử Yên đang luyện đoàn thể thuật. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của họ, anh liền đột ngột nhảy xuống trước mặt hai cô gái. Đường Tử Di giật mình hét lên, sau khi nhìn thấy Ngô Bình mới của trách, đáng ghét, làm em sợ chết mất. Nói xong đã bổ nhào vào lòng anh. Đường Tử Yên đảo mắt với cả hai người nói chuyện đi, em về nhà trước nhé. Sau khi Đường Tử Yên đi khỏi, Ngô Bình bèn ôm chầm Đường Tử Di. Cô ấy cười hỏi, sao anh đến đây đột ngột thế? Ngô Bình đáp, vì nhớ em. Trong lòng Đường Tử Di hạnh phúc vô cùng, ngoài miệng lại bảo em không tin đâu. Tay của Ngô Bình bắt đầu nghịch ngợm, Đường Tử Di lập tức nũng nịu xin tha. Vui đùa được một lúc, Ngô Bình hỏi, sau khi chú trở thành hội trưởng thương hội Giang Nam, mọi chuyện đều suôn sẻ chứ? Đường Tử Di đáp, vâng, mọi thứ đều thuận lợi. Chồng à, em muốn thương lượng chuyện này với anh. Việc làm ăn của thị trấn Phỉ Thúy vô cùng phát đạt, doanh thu tháng trước hơn 10 tỷ, nhiều hiệu đá quý nổi tiếng trên thế giới đều đến thị trấn Phỉ Thúy để nhập hàng. Khách du lịch rất nhiều, khách sạn của chúng ta ngày nào cũng đắt khách cả. Ngô Bình cũng biết thị trấn Phỉ Thúy trở thành địa điểm chụp ảnh check-in của nhiều minh tinh và người nổi tiếng trên mạng. Đặc biệt là người tiêu dùng bình dân rất tin tưởng thị trấn Phỉ Thúy và sẵn sàng mua các sản phẩm từ Phỉ Thúy được bán ở đây. Anh cười nói, vậy chứng minh quyết định ngày trước của chúng ta là đúng. Đường Tử Di bảo, bây giờ chúng ta cần đến Miến Điện và mua thêm Phỉ Thúy. Nghe cô ấy nhắc, Ngô Bình chợt nhớ ra một chuyện. Anh đã đào được nhiều ngọc tiên ở Tiên Điện Thiên Võ, còn có hơn 100 viên đá quý. Chẳng phải những thứ này còn quý hiếm hơn cả Phỉ Thúy hay sao? Chương 962, Thần bảo vệ của nhà họ Lý. Anh lấy ra 9 viên đá quý, số đá quý này có thể làm vật trấn tiệm của thị trấn Phỉ Thúy. Sau khi nhìn thấy đá quý, Đường Tử Di ngây người, lẩm bẩm, đá quý này phát ra linh quang. Ngô Bình cười nói, cái này không bán được đâu, xem là đồ gia truyền là được. Sau đó anh lại lấy một viên ngọc tiên ra. Phẩm chất ngọc tiên tốt hơn Phỉ Thúy rất nhiều, về lượng nước, độ trong suốt, kết cấu, đều hơn đứt Phỉ Thúy. Sau khi nhìn thấy nó, Đường Tử Di lại ổ lên khen ngợi. Ngô Bình nói, ngọc bội tiên này mà đeo vào sẽ rất tốt cho sức khỏe, nên giá của nó vượt xa Phỉ Thúy. Anh có nhiều ngọc tiên lắm, cho em 20 viên trước, tất cả sẽ được làm thành mặt dây chuyền để bán. Đường Tử Di gật đầu, tốt quá rồi. Có ngọc tiên, việc kinh doanh của thị trấn Phỉ Thúy chắc chắn sẽ bước lên một tầng cao mới. Chồng à, đặt tên cho ngọc này như thế nào nhỉ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, ngọc tiên này có nhiều màu, thống nhất gọi là Linh Ngọc đi. Màu tím thì tên Tử Linh Ngọc, đỏ thì Hồng Linh Ngọc. Đường Tử Di cười đáp, vâng, vậy tên là Linh Ngọc. Trò chuyện với Đường Tử Di được một lúc, Ngô Bình mới đi gặp Đại Thần Côn Ngô. Đại Thần, nghe tiếng, Đại Thần Côn Ngô mở bừng mắt, nhóc con, có chuyện gì? Ngô Bình hỏi, ông biết nó chứ? Anh lấy nhãn châu ra, Đại Thần Côn Ngô vừa nhìn, nhãn châu đã trợn to, nhãn cầu của Tà Thần Lăng Thiên. Ngô Bình ngạc nhiên, Tà Thần Lăng Thiên, ghê gớm lắm à. Đại Thần Côn Ngô đáp, tôi từng giao đấu, hắn mạnh hơn tôi một chút. Nhưng nếu tôi liều mạng hơn thì hắn cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là chết. Ngô Bình nói, vẫn là mạnh hơn ông thôi. Đại Thần Côn Ngô hừ giọng, chẳng mạnh hơn bao nhiêu.
Ngô Bình bảo, vậy tặng thứ này cho ông đấy. Đại thần Côn Ngô cười ha ha, tuyệt, nhóc con, cậu muốn được lợi ích gì? Ngô Bình hỏi, đại thần, luyện hóa nhãn cầu này, thực lực của ông có thể hồi phục bao nhiêu? Đại thần Côn Ngô đáp, khoảng 1%. Ngô Bình gật đầu, tôi hy vọng ông có thể trở thành thần bảo vệ cho nhà họ Lý của tôi. Đại thần Côn Ngô lặng im giây lát, nhớ năm xưa, ông ấy là thần bảo vệ của cả tiên quốc. Bây giờ bảo ông ấy bảo vệ một gia đình, đúng là lấy dao trâu mổ gà mà. Nhưng chỉ một lúc sau, ông ấy đã nói, cũng được. Cậu có tiền đồ sán lạn, có thể trở thành thần bảo vệ cho nhà họ Lý của cậu cũng không mất mặt. Ngô Bình mừng rỡ, cảm ơn ông. Nói rồi, anh giao nhãn trâu cho đại thần Côn Ngô. Ông ấy nuốt nó vào ngay, đoạn bảo, tôi phải ngủ say một thời gian để luyện hóa năng lượng. Ngô Bình gật đầu, cất đầu người vào pháp khí chứa đồ. Rồi anh ngồi thiền trên tầng thượng, hấp thụ linh khí tử long ở nơi này. Sau khi nhận được Ngọc Tiên, Đường Tử Di sai người mang chúng đến xưởng gia công. Sợ đồ bị va đập, cô ấy đã đích thân hộ tống. Ngô Bình chuyên tâm tu luyện, bất giác đã sang ngày hôm sau. Sau khi nói một tiếng với Chu Thanh Nghiên và Đường Tử Di, anh đã khởi hành về nhà để sắp xếp cho đại thần Côn Ngô. Về đến nơi, anh đặc biệt chọn một ngôi nhà và đặt đại thần Côn Ngô vào đây để thờ cúng, không cho phép ai đến gần căn nhà này. Khí tức của đại thần Côn Ngô rất khủng khiếp. Ông ấy vừa xuất hiện, Hoè Tiên và Lý Dư đã run lẩy bẩy, cảm thấy lo sợ vô cùng. Ngựa Linh Chi, người Linh Chi thậm chí còn không dám ra ngoài. May mà sau khi được Ngô Bình xoa dịu, những tinh linh này đã bình tĩnh lại, biết vị bên trong tuy mạnh nhưng sẽ không làm hại chúng. Sau khi bố trí cho đại thần Côn Ngô xong xuôi, Ngô Bình đến công trường để kiểm tra tiến độ công trình. Anh phải bố trí xung quanh thành cục thất tinh Long Vương, lượng công trình không nhỏ, tiến độ sẽ không quá nhanh. Nhưng anh có phần thiếu kiên nhẫn, bèn kêu toàn bộ công nhân lui ra ngoài, sau đó gọi Lý Dư và Viêm Dương. Năng lực của Viêm Dương rất kinh khủng, phối hợp cùng Lý Dư, chỉ cần nửa ngày đã san bằng một ngọn núi. Chưa đầy ba ngày, họ đã san bằng bốn ngọn núi, đào ba con sông. Tiến độ công trình sau đó đã thuận lợi hơn nhiều, công nhân chỉ việc vận chuyển đất đá đi nơi khác. Vào ngày thứ tư ở nhà, Ngô Bình tìm thấy một khoảng đất trống cách nhà không xa. Liền bảo Lý Dư và Viêm Dương đào một cái hố to thật sâu, diện tích 10.000 mét vuông. Đất được đào lên đều được vận chuyển đến công trường để sử dụng. Đào xong, anh lấy phòng thực nghiệm kia từ không gian Hắc Thiên, đặt nó vào cái hố to, sau đó lấp lại bằng một lớp đất dày hơn 30 mét. Cuối cùng, anh xây một sân bóng đá và hai sân bóng rổ ở phía trên, làm nơi giải trí và rèn luyện sức khỏe miễn phí cho cư dân gần đó. Làm xong những chuyện này mất 5 ngày của anh. Anh vừa định nghỉ ngơi thì nhận được tin từ phía đường Băng Vân. Họ nói rằng đã kiểm soát được tình hình ở Guinea, hỏi anh khi nào vũ khí sẽ được gửi đến. Ngô Bình đang định qua đó kiểm tra quặng tinh trần, vì vậy sẽ đến gặp lãnh đạo của tập đoàn vũ khí trong nước ngay trong chiều hôm đó. Đã nói chuyện trước nên anh thanh toán tiền đặt cọc ngay khi vừa đến, vũ khí đã đặt hàng sẽ lần lượt được chuyển đến Guinea. Sau khi lấy hóa đơn mua hàng, Ngô Bình mới bay đến Guinea. Chiến tranh ở Guinea đã kết thúc, tướng quân Wazi giành lại quyền cai trị đất nước, tất nhiên rất cảm kích Ngô Bình. Khi cả hai gặp lại nhau, tướng quân Wazi đã quỳ gối tỏ ý cảm ơn anh. Khi ngẩng đầu lên, Wazi đột nhiên phát hiện trong đôi mắt Ngô Bình có phù văn đang nhấp nháy. Ông ta ngẩn ra, tinh thần lập tức bị Ngô Bình khống chế. Ngô Bình vỗ vai ông ta, Wazi, bây giờ tôi là chủ nhân của ông. Wazi gật đầu, vâng, anh là chủ nhân của tôi. Rồi quỳ xuống đất. Đường Băng Vân bước đến gần, nên như vậy từ sớm. Ngô Bình nói, trước đó không cần thiết, nhưng bây giờ khác rồi. Đường Băng Vân bảo, Wazi là một tay quân phiệt cực kỳ ích kỷ, không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân. Khống chế ông ta cũng tốt, ít nhất có thể giúp dân ở đây sống tốt hơn. Ngô Bình gật đầu, đoạn hỏi, phía Thổ Áo và Galia có phản ứng thế nào? Đường Băng Vân đáp, Thổ Áo và Galia đều ra tuyên bố rằng sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của hai nước ở Guinea. Ngô Bình cười khẩy, bọn họ chỉ dựa vào sức mạnh của hải quân, tiếc rằng anh mới là người có tiếng nói quyết định ở Guinea bây giờ. Đường Băng Vân nói, chúng ta không được khinh suất, Thổ Áo đã cử đi hai tàu chiến, rất có thể sẽ đến vùng duyên hải Guinea. Ngô Bình cười lạnh lùng, tàu chiến, họ gửi bao nhiêu tàu, anh sẽ cho chìm bấy nhiêu tàu. Dựa vào sức mạnh hiện giờ của Lý Dư, đánh chìm vài con tàu chiến là chuyện quá dễ dàng.
Đường Băng Vân nói, phía Gallia phái một nhóm tác chiến tàu sân bay đến. Thậm chí, binh đoàn nước ngoài của Gallia đã xâm nhập biên giới, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ngô Bình hỏi, binh đoàn nước ngoài của Gallia có chiến binh gen và người tu hành không? Đường Băng Vân lắc đầu, không có. Nhưng theo Công ước số 7, tu sĩ không được tham gia vào chiến tranh giữa các quốc gia, nếu không sẽ dẫn đến đại chiến trong giới tu hành. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công nghệ gen ở Mễ đã phát triển nhanh chóng, một lượng lớn chiến binh gen đã được tạo ra. Về cơ bản, chiến binh gen cũng tương tự người tu hành, nhưng không nằm trong phạm vi hạn chế của Công ước. Ngô Bình nói, chiến binh gen ư, chúng ta cũng có. Rồi anh hỏi, em có muốn tăng sức chiến đấu của ma ám không? Đường Băng Vân nhìn anh, tất nhiên rồi. Em nhớ anh có thuốc biến đổi gen. Ngô Bình đáp, vậy chúng ta đi gặp thành viên ma ám thôi. Chương 963, Tiên Thư. Sau khi đến doanh địa của ma ám, từ xa Ngô Bình đã nhìn thấy vài người quen như Hoa Hồng, Khả Ái, Kinh Công, Tàng Phong và Huyết Đao, anh và họ đã từng cùng nhau tham gia một nhiệm vụ. Gặp lại Ngô Bình, cảm nhận của những người này về anh đã hoàn toàn khác. Trước kia, họ chỉ thấy Ngô Bình rất thần bí, nhưng nay anh hệt như một ngọn núi lớn, khiến họ cảm thấy đầy áp lực. Hoa Hồng kinh ngạc nói, mới nửa năm không gặp mà anh thay đổi nhiều phết nhỉ. Đường Băng Vân nghiêm mặt nói, bây giờ, anh ấy là sếp của chúng ta rồi, sau này mọi người phải gọi là sếp Ngô. Khả Ái cười hì hì, em vẫn gọi anh là anh Ngô nhé. Kinh Công cười lớn nói, sếp, anh mạnh hơn trước nhiều lắm đấy, sao làm được thế? Ngô Bình, lần này tôi đến để giúp mọi người tiến bộ hơn. Ai cũng sáng mắt lên, sau đó vểnh tai lên nghe xem Ngô Bình định nói gì tiếp. Ngô Bình, mấy ngày tới, tôi sẽ luyện chế một loại thuốc biến đổi gen, để giúp mọi người mạnh mẽ hơn. Hoa Hồng ưỡn ẹo nói, sếp, thuốc của anh là cấp mấy? Thật ra, họ đã trông ngóng thuốc biến đổi gen lâu rồi, nhưng tác dụng phụ của nó quá đáng sợ nên ai cũng dè chừng. Ngoài ra, loại thuốc này cũng quá đắt, họ không mua nổi. Mọi người đều là những trợ thủ đắc lực của Băng Vân nên đương nhiên tôi sẽ luyện chế cho mọi người loại thuốc cao cấp nhất. Đó chính là loại thuốc mà các Long Vệ đã uống, hiệu quả đã được kiểm chứng. Ai nấy đều mừng rỡ, Khả Ái nhảy nhót nói, anh Ngô Bình, em muốn thử trước. Đường Băng Vân lườm cô nàng, đứng yên xem nào. Khả Ái làm mặt xấu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Ngô Bình, ai cũng có phần. Nhưng mọi người đều có thói quen chiến đấu khác nhau nên tôi sẽ điều chế từng loại thuốc biến đổi gen cho mỗi người, để giúp mọi người đột phá gen của chính mình. Trong ghi chép mà Hàn Thu đưa cho Ngô Bình có nói về các tình trạng khóa gen, nhờ y học cao siêu cùng tài luyện thuộc giỏi giang mà Ngô Bình đã giải mã được vấn đề khó nhằn này. Dứt lời, anh nói với Khả Ái, cô là tay súng bắn tỉa nên tôi sẽ bồi dưỡng cho khả năng phán đoán và các cơ quan cảm giác cho cô. Nhưng đến lúc đó thì các khẩu súng bắn tỉa bình thường sẽ không phù hợp với cô nữa đâu. Đường Băng Vân, nhắc đến súng bắn tỉa em mới nhớ, em có thứ cho anh xem đây. Đường Băng Vân vung tay rồi lấy một khẩu súng bắn tỉa màu vàng kim trong nhẫn Hàn Băng ra. Khẩu súng này trông rất lạ, nó khác hoàn toàn với các khẩu súng hiện giờ, nhưng vẫn là dáng vẻ của súng bắn tỉa. Ngô Bình cầm lấy khẩu súng rồi hiểu về kết cấu của nó ngay, đây là một khẩu súng bắn tỉa phóng năng lượng. Là vật từ thời Thiên Quốc có tên là Tiên Thư. Muốn sử dụng được nó thì buộc phải có lực tinh thần rất mạnh. Dứt lời, anh di chuyển đến một khoảng đất trống rồi giơ súng lên, sau đó nhắm chuẩn vào một cái cây cách đó hơn 10 cây số. Tiếp đó, Ngô Bình lấy một viên tiên thạch ra nhét vào báng súng. Ngay sau đó, nòng súng đã phát sáng, một tia sáng to như ngón tay phóng ra rồi xuyên thẳng vào cái cây kia. Thân cây bị xuyên thủng, sau đó cả cái cây đã nổ tung. Thậm chí đạn vẫn còn xuyên qua các cái cây ở phía sau. Thấy thế, mọi người đều chấn động, Khả Ái há hốc miệng hỏi, anh Ngô Bình, uy lực của súng này lớn đến đâu ha? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, một phát súng có thể hạ được chân quân yếu, nếu thêm vài phát súng nữa thì chân quân mạnh đến mấy cũng đi đời nhà ma. Còn nếu gặp tiên quân thì tốt nhất cô nên chuồn càng nhanh càng tốt. Khả Ái sáng mắt lên rồi xoa tay nói, quá đỉnh, cho em khẩu này đi. Ngô Bình nói, không vội, giờ tu vi của cô còn thấp, chưa dùng được đâu. Đường Băng Vân, được rồi, mọi người lui hết đi. Mọi người đi rồi, cô ấy nói, anh giúp các thành viên của ma ám tăng thực lực nên em sẽ không lấy tiền thuê nữa. Ngô Bình liếc mắt nói, chỗ thuốc của anh đắt hơn tiền thuê của em nhiều. Đường Băng Vân mỉm cười rồi ôm anh nói, ai bảo anh là chồng em.
Ngô Bình, anh cần một nơi yên tĩnh để luyện chế thuốc. Sau hơn 2 giờ luyện chế, Ngô Bình đã nghiên cứu ra một loại thuốc biến đổi gen giúp tăng lực tinh thần, nhãn lực và khả năng phán đoán, nó phải ngang cấp SSSS++. Sau đó, Khả Ái được gọi đến để uống thuốc, còn Ngô Bình đứng bên cạnh quan sát. Cùng lúc đó, 12 máy bay chiến đấu đã đáp xuống sân bay của Guinea. Đây là các máy bay đời 3, được trang bị radar tối tân nhất, đồng thời còn có thể phong tỏa và theo dõi cùng lúc 25 mục tiêu. Hơn nữa, cả 12 máy bay đều được trang bị đầy tên lửa. Sau khi nhìn thấy các máy bay chiến đấu đời mới này, các chiến sĩ của Guinea đều ngẩn ra. Ngô Bình là người mua nên đương nhiên phải tới kiểm tra. Có một vị thiếu tá đi từ trên máy bay xuống, anh ta đứng thẳng rồi hành lễ với Ngô Bình, đại đội trưởng của đại đội hàng không Kim Bức Triệu tham kiến thiếu đô đốc. Sau khi trở thành quốc sĩ, Ngô Bình cũng có hàm tước, ví dụ như quân hàm thiếu đô đốc, cảnh hàm cấp 1. Hiện giờ, anh đang dùng thân phận thiếu đô đốc, địa vị ngang với một trưởng quan cấp cao nhất của một quân đoàn. Ngô Bình gật đầu, các anh vất vả rồi, chắc cấp trên của các anh cũng nói rồi đúng không? Các anh sẽ sang đây làm nhiệm vụ một thời gian, sau đó tôi sẽ đưa các anh về Viêm Long tham gia huấn luyện phi công. Triệu Tử Minh, vâng. Ngô Bình, mọi người đi đường vất vả rồi, về nghỉ đi. Đoàn phi công đi rồi, Ngô Bình vội vàng chạy tới gần các máy bay chiến đấu rồi chụp ảnh lưu niệm, Đường Băng Vân trêu đùa nói, xem anh kìa, mà ám cũng có thiếu máy bay chiến đấu đâu, em cho anh luôn một cái mà lái đi chơi đấy. Ngô Bình, anh không biết lái máy bay. Đường Băng Vân, em biết, để em dạy anh. Từ nhỏ, Ngô Bình đã rất mê quân đội nên cực thích máy bay chiến đấu. Sau khi anh tu hành, tuy hứng thú không còn như trước nữa, nhưng giấc mộng thuở ban sơ thì vẫn còn. Anh chớp mắt nói, được, chờ Khả Ái lột xác xong, anh sẽ thử. Khi Khả Ái hấp thu tác dụng của thuốc, Ngô Bình tiếp tục luyện chế loại thuốc thứ hai. Lần này, anh luyện chế cho Kinh Công, gã là người chuyên dùng vũ khí nên anh sẽ giúp gã tăng lực phòng ngự và tốc độ phản ứng. Ngô Bình luyện chế xong loại thuốc thứ hai thì Khả Ái cũng đã lột xác hoàn toàn, lực tinh thần của cô nàng tăng vọt, các giác quan cũng nhanh nhạy hơn. Cô nàng nhảy lên rồi cầm lấy khẩu súng kia, nhắm vào một cái cây to ở cách đó chục cây số. Họng súng sáng lên, một tia sáng phóng ra, bắn cho cái cây nổ tung. Ngô Bình vô tay khen ngợi, tốt, giờ cô dùng nó được rồi đấy. Nhưng khẩu súng này dùng tốn tiên thạch lắm, trừ khi gặp kẻ địch mạnh thôi, không thì đừng dùng tới. Khả Ái cười nói, em biết rồi ạ. Sau đó, Ngô Bình lại bảo Kinh Công uống thuốc. Tiện thể luyện chế một loại thuốc biến đổi gen cấp SSS dựa theo các đặc biệt tố chất của đội phi công, để giúp họ tăng khả năng quan sát, tốc độ phản ứng và phán đoán. Khi Kinh Công hấp thu tác dụng của thuốc, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã mời Triệu Tử Minh và các thành viên trong đội phi công đến dự tiệc. Khẩu phần ăn của họ có tiêu chuẩn nhất định, nên Ngô Bình cho mỗi người một viên sinh mệnh đan. Chờ buổi tiệc kết thúc, Ngô Bình lại cho họ uống thuốc biến đổi gen mà anh vừa điều chế. Nhóm Triệu Tử Minh chỉ thấy uống thuốc xong là toàn thân thư thái, nhưng họ không nghĩ gì nhiều mà về phòng nghỉ ngơi đúng giờ. Đến 9 giờ tối, Ngô Bình nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, bọn mình lái thử máy bay chiến đấu đi. Đường Băng Vân, đi theo em. Chương 964, Thánh Kỵ Sĩ. Ngô Bình ngồi vào buồng lái rồi nhìn chằm chằm vào vô số các nút điều khiển, anh hỏi, mở kiểu gì đây? Đường Băng Vân thành thục khởi động máy bay. Sau đó tỉ mỉ dạy Ngô Bình từng chút một. Khả năng ghi nhớ của anh rất tốt nên chỉ nghe một lần đã hiểu ngay. Không lâu sau, một chiếc máy bay chiến đấu màu vàng kim đã bay lên rồi lao vút lên tầng mây. Sau một hồi bay ổn định, Đường Băng Vân mở radar, lập tức trên màn hình đã hiển thị nhiều hơn một mục tiêu đang bay cách họ vài cây số. Ngô Bình tò mò hỏi, đó cũng là máy bay à? Đường Băng Vân, là người. Cô ấy vừa nói hết câu thì màn hình radar thông báo mục tiêu đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Ngay sau đó, có một gương mặt xuất hiện bên ngoài kính. Đó là một gương mặt màu đỏ máu, đôi mắt màu tím, hắn nở nụ cười hung ác rồi đập vỡ kính máy bay, sau đó thò tay về phía Ngô Bình. Rõ ràng đây là một chiến sĩ biến đổi gen có thực lực rất mạnh. Hắn vừa thò tay vào đã bị Ngô Bình bắt tay, lực của anh rất mạnh nên tên kia phải nhăn mặt lại, không thể vùng ra được. Cùng lúc đó, một tay khác của Ngô Bình lấy kiếm Hắc Long rồi cứa lên cổ tên đó. Máu tươi bắn ra, tên kia chết tại chỗ rồi bị Ngô Bình ném đi. Anh nói với Đường Băng Vân, em lái máy bay chiến đấu về đi, để anh xử lý bọn này. Đường Băng Vân gật đầu, nhớ cẩn thận.
Ngô Bình nhảy khỏi buồng lái rồi lơ lửng trên không, nhìn ra phía xa. Đường Băng Vân vừa đi, đã có ba người khác xuất hiện trước mặt anh. Cách ăn mặc của họ trông rất lạ, hệt như các chiến sĩ La Mã cổ trong các bộ phim. Họ gồm hai nam một nữ, hai người đàn ông một người để tóc dài, một người đầu trọc. Còn cô gái thì mặc nhuyễn giáp màu đỏ, tóc vàng mắt xanh, eo dắt một thanh kiếm. Người đàn ông tóc dài cầm gậy rồi nói, bảo sao Oa Di dám phản công, ra là có cao thủ giúp sức. Người này nói tiếng Lạp Đinh, nhờ đã đọc sách y học hiện đại nên Ngô Bình có thể hiểu được tiếng này, các người được Galia cử đến hả? Người đàn ông tóc dài không ngờ Ngô Bình lại biết tiếng Lạp Đinh, gã nói, mày cũng thú vị đấy. Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói, này tên Phương Đông kia, ban nãy anh đã giết thuộc hạ của tôi nên giờ phải đền mạng. Ngô Bình, hắn định giết tôi thì tôi phải xử hắn. Ba người không phải đối thủ của tôi đâu, biết điều thì biến đi, tôi sẽ bỏ qua cho. Cô gái tóc vàng ngẩn ra rồi bật cười nói, đúng là ngông cuồng. Nghe nói người Phương Đông có phép tiên rất lợi hại, để chúng tôi xem sự thật thế nào. Người đàn ông đầu chọc xua tay, cô gái tóc vàng không ra tay nữa, hắn ta nói, cậu có lai lịch thế nào? Ngô Bình, Ngô Bình đệ tử của Côn Luân. Hai chữ Côn Luân như có ma lực thần bí, ba người kia nghe xong thì đều biến sắc mặt. Người đàn ông đầu chọc nói, ra là người của Côn Luân, nói vậy thì Guinea thuộc quyền quản lý của cậu hả? Ngô Bình, đúng, giờ tôi là người có quyền lớn nhất ở Guinea. Người đàn ông đầu chọc, tôi là Adam Augustus, lần này chúng tôi đến vì Tinh Trần. Thấy người này rất thẳng thắn, Ngô Bình nói, Tinh Trần là của tôi, không có phần cho mấy người đâu. Người đàn ông đầu chọc cau mày nói, đó là bảo bối vô giá, cậu không thể độc chiếm được. Hay cậu chia cho chúng tôi một ít, để mọi người cùng dùng đi. Ngô Bình cười lạnh, tại sao tôi phải chia đồ của mình cho các người? Rồi giờ có đánh nhau không? Không đánh thì biến, tôi không rảnh tiếp chuyện với mấy người đâu. Cô gái tóc vàng tức giận nói, ngông quá nhỉ, tôi phải cho anh một bài học mới được. Ngô Bình, thế à? Thử đi xem nào. Người đàn ông đầu chọc có vẻ không muốn găng lên nên nói, này cậu bạn, hay chúng ta cá cược đi. Ngô Bình, cá cược cái gì? Người đàn ông, cậu hãy chọn một người trong số chúng tôi để giao đấu công bằng. Nếu cậu thua thì phải đưa một nửa tinh trần cho chúng tôi. Còn nếu chúng tôi thua thì tùy cậu định đoạt. Nghe thấy thế, Ngô Bình biết tên này nghĩ rằng phe họ thắng chắc rồi và không coi anh ra gì hết. Anh cười lạnh nói, tùy tôi xử trí à? Cô gái tóc vàng, đúng. Anh dám chơi không? Ngô Bình chỉ vào cô gái rồi nói, tôi thấy cô được nhất, lên đánh với tôi. Nếu tôi thua thì cho các người một nửa tinh trần, còn nếu cô thua thì cô phải làm nô lệ cho tôi. La Mã là đất nước có chế độ nô lệ. Nghe Ngô Bình nói vậy, cô gái tóc vàng không hề ngạc nhiên, mà bình tĩnh nói, tôi đồng ý. Ngô Bình, đánh trên này không hay, xuống dưới đi. Dứt lời, anh đáp xuống một thảo nguyên. Cả bốn người cùng đáp xuống đất. Cô gái tóc vàng rút kiếm ra, thanh kiếm dài lóe sáng, một luồng khí tức sắc bén tỏa ra trên người cô ấy. Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói, tôi là Kali Thánh Kỵ Sĩ của La Mã. Hy vọng, anh có thể đỡ được một kiếm của tôi. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình Võ Quân Viêm Long. Cô gái tóc vàng cầm kiếm bằng hai tay, xuất chiêu. Quỳnh! Mặt đất rung lên, Ngô Bình chợt lách người sang một bên. Kali cầm kiếm, chém sượt qua người Ngô Bình. Cô ấy nhanh. Nhưng Ngô Bình còn nhanh hơn, anh vận chuyển pháp phàn rồi bắn lên mũi kiếm. Vù! Thân kiếm kêu lên, một luồng sức mạnh to lớn đập vào cổ tay Kali, tay cô ấy tê dần, không cầm nổi kiếm nữa. Kali hoảng sợ, nhanh chóng xoay người rồi lấy lưng đẩy Ngô Bình. Ai ngờ, khi cô ấy làm vậy thì đã bị Ngô Bình ôm lấy, vòng tay của anh siết chặt khiến cô ấy không thể thở nổi, mặt đỏ dần lên. Đây là kỹ năng khóa của Ngô Bình. Anh đã khống chế mọi bộ phận cử động trên người Kali, khiến cô ấy không thể nhúc nhích. Đồng thời, anh còn tăng lực để tăng lực siết. Người đàn ông tóc dài và người đàn ông đầu chọc đều nhăn mặt, họ không ngờ Ngô Bình lại mạnh thế, mới bắt đầu đã khống chế được Kali rồi, thậm chí khiến cô ấy chưa thi triển được kỹ năng kiếm thuật. Kali cảm thấy mình sắp chết rồi, tuy không cam tâm, nhưng vẫn dùng tay đánh Ngô Bình ra hiệu đầu hàng. Ngô Bình thả lỏng tay rồi nói, cô thua rồi. Kali vô cùng chán nản, cô ấy cầm kiếm lên rồi nói, tôi thua, từ nay trở đi, tôi sẽ là nô lệ của anh. Ngô Bình, tôi nhận. Đột nhiên, Kali vung kiếm lên rồi cứa vào cổ mình. Cô ấy thực hiện quá nhanh nên đồng bọn không kịp can ngăn. Thấy cô ấy định tự sát,
Ngô Bình bắn chỉ phong vào cổ tay cô ấy, Kali đau đớn kêu lên, thanh kiếm rơi xuống, nhưng cổ cô ấy đã bị thương. Ngô Bình, cô thà chết chứ không chịu làm nô lệ à? Kali lạnh giọng nói, nô lệ cũng có quyền tự sát mà. Ngô Bình xua tay, thôi, kiểu nô lệ hâm dở như cô thì tôi không thèm, cô đi đi. Tốt xấu gì Kali cũng rất đẹp, nếu chết thì quá phí nên Ngô Bình quyết định tha cho cô ấy. Kali, anh thả tôi đi ư? Ngô Bình, đúng, tôi tuyên bố tôi với cô không có quan hệ gì hết. Người đàn ông đầu chọc thở phào một hơi rồi nói với Ngô Bình cảm ơn. Chương 965, Tổng tư lệnh ba quân. Người đàn ông tóc dài, Ngô, chúng tôi rất cần tinh trần, có thể dùng thứ khác để trao đổi với cậu không? Ngô Bình hỏi, các người thuộc tổ chức nào? Adam Augustus, Ngô, chúng tôi là thánh kỵ sĩ của đế quốc Tri Tâm, quý tộc của Europa. Vậy là không có quan hệ gì với nước Mễ hả? Ngô Bình hỏi. Trước đó, anh còn tưởng họ là thánh kỵ sĩ của nước Mễ. Adam Augustus lắc đầu, những người được gọi là thần của nước Mễ đều rất ngông nghênh, sao chúng tôi cùng một đội với họ được? Ngô Bình, các người cùng đội với thổ áo à? Adam Augustus tỏ vẻ chê bôi, thổ áo là nước của các tù nhân lưu vong, chúng tôi không thèm hợp tác. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, nếu siêu tầm được tinh trần thì tôi sẽ chia cho các người một ít. Adam Augustus vui mừng nói, Ngô, cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ bảo Galia dừng việc chiếm lợi ích của Guinea. Ngô Bình gật đầu, được, nếu ba người đến đây rồi thì ngồi lại chơi chút đi. Ngô Bình chỉ mời khách sáo vậy thôi, ai dè Adam Augustus ngồi xuống thật, được, chúng tôi ngồi chơi một lát. Ngô Bình liếc mắt, đành dẫn họ về chỗ mình, không có gì tiếp đãi họ, nên anh lấy ít linh quả và trà ra mời. Qua, ngon thật đấy, đây là quả gì thế, Kali ngạc nhiên hỏi, cô ấy vừa ăn một quả dại. Ngô Bình, tôi không biết, nhưng cô ăn vừa thôi, tôi không có nhiều đâu. Mấy người cùng trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình biết người đàn ông tóc dài tên là Quinlan, cũng là một thánh kỵ sĩ. Ngô Bình, cả ba người cùng xông pha thế này chỉ vì tinh trần thôi à? Kali gật đầu, đúng vậy, không có tinh trần thì chúng tôi không tu luyện được. Ngô Bình hỏi, hình như cách tu luyện của người Europa khác với người Viêm Long nhiều lắm. Kali, đương nhiên, người của hai châu lục có thể chất khác hẳn nhau mà. Tu sĩ Viêm Long muốn vào địa tiên giới. Còn chúng tôi thì muốn tới tiên quốc. Ngô Bình, tiên quốc là nơi nào? Có thiên sứ không? Kali liếc anh một cái, thiên sứ là sinh linh chỉ tồn tại trong tông giáo. Sau khi trò chuyện, Ngô Bình đã hiểu thêm về cách tu hành của Europa. Mọi người ngồi chơi với nhau khoảng một tiếng thì ba người kia ra về, khi đi, họ còn hỏi xin Ngô Bình ít trà. Họ về rồi, Đường Băng Vân mới xuất hiện rồi hỏi, anh đuổi họ đi rồi à? Ngô Bình, lẽ ra phải quyết chiến tới bến với nhau một trận, không ngờ lại thành ra thế này. Đường Băng Vân, họ không dám đắc tội với Côn Luân. Ngô Bình, tại sao? Đường Băng Vân, em nghe nói, 170 năm trước từng có một tu sĩ Côn Luân đã một mình một kiếm tấn công Europa để huyết tẩy các quý tộc, chuyện này chấn động một thời đấy. Từ đó trở đi, Côn Luân đã trở thành cơn ác mộng với các tu sĩ Europa. Ngô Bình tò mò hỏi, ai mà mạnh thế? Đường Băng Vân, em không biết, nhưng nghe nói người đó như lưu tinh, ngay sau đó đã biến mất nên không ai hay biết lai lịch thế nào. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế thuốc cho hoa hồng, huyết đao và tàng phong để giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra, Đường Băng Vân còn chọn thêm 100 người có tiềm lực nhất trong nhóm lính đánh thuê ma ám để Ngô Bình luyện chế thuốc cho họ một thể. Sau khi trời sáng, Ngô Bình đi tìm tinh hạch, vì thường thì chỗ có tinh trần sẽ có tinh hạch. Anh tới chỗ cất linh trần ở một khe núi, sau đó nhặt ít đá thì thấy chúng có chứa một lượng tinh trần rất nhỏ. Sau đó, anh đã đi lòng vòng ở đây hơn 3 tiếng thì thấy khe núi và đỉnh núi xung quanh đây có chứa tinh trần khá yếu. Nhưng muốn lấy tinh trần ra thì khá phức tạp, phải cần một quá trình tinh luyện lằng nhằng. Mà người tu hành không làm được, buộc phải dựa vào sức mạnh của công nghiệp hiện đại. Vì thế, anh đã cầm một ít đá về, bắt đầu nghiên cứu cách tinh luyện tinh trần ở bên trong. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình chỉ tập trung vào chuyện này, đồng thời vẫn luyện chế thuốc cho các thành viên của nhóm linh đánh thuê ma ám. Đến ngày thứ tư, anh đã vẽ xong sơ đồ quy trình công nghệ tinh luyện, sau đó bảo Đường Băng Vân đi mua những đồ dùng cần thiết như máy nghiền, máy ly tâm cỡ lớn, thuốc thử. Chẳng biết thế nào, Ngô Bình lại thành nhà hóa học. Khi Đường Băng Vân đi mua đồ thì Ngô Bình tiếp tục đi tìm tinh hạch.
Guinea có diện tích khá nhỏ nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng, vì thế anh không vội mà cứ tìm lần lượt. Ngày thứ 11 sau khi đến Guinea, tàu chiến mà Ngô Bình mua đã đến đây, ngoài ra còn có hai tàu trục hạm, tên lửa và tàu ngầm, đi cùng còn có người điều khiển. Đương nhiên Ngô Bình phải trả công cho người điều khiển, hai bên có hợp đồng là những người này phải ở lại Guinea ít nhất một năm, để hướng dẫn người bên này sử dụng. Cứ thế, Guinea đã có hải, lục và không quân của mình, không lâu nữa sẽ có thêm trạm tên lửa. Đương nhiên, muốn làm vậy thì cần vốn rất lớn. May mà Ngô Bình không thiếu tiền. Hôm nay, Oa Di tuyên bố bổ nhiệm cho Ngô Bình làm tổng thống lĩnh ba quân, đến nay anh chính thức nắm quyền ở Guinea. Khác với Oa Di, Ngô Bình nắm quyền điều hành ở đây chỉ vì tinh trần thôi, cho nên anh bắt đầu tuyển thợ mỏ. Anh tính mỗi thợ mỏ đào được 2 tấn khoáng thạch một ngày, muốn lấy một lạng tinh trần thì cần ít nhất 1.400 tấn khoáng thạch. Ngô Bình không hề bạc đãi các thợ mỏ, anh trả cho 300 một ngày công. Đương nhiên là tiền viêm long, vì mấy hôm trước, Guinea cũng đổi sang dùng tiền viêm long rồi. Mỗi người 300, vậy là mỗi ngày anh phải trả hơn 400 triệu tiền lương cho các thợ mỏ. Một năm sẽ là mấy trăm tỷ, vậy là ngang với thu nhập của quản lý hay nhân viên kỹ thuật rồi. Đường Băng Vân tìm người lên kế hoạch xây nhà máy tinh luyện, mỗi năm đầu tư khoảng 200 tỷ. Tuy mức đầu tư cao, nhưng Ngô Bình vẫn phải làm. Hơn nữa, còn phải tuyển nhiều thợ mỏ, để nâng cao mức sống cho người dân nơi đây. Trước đó, người lao động phổ thông của Guinea chỉ kiếm được hơn chục đồng một ngày, vậy là giờ đã gấp 300 lần, tiền lương một ngày đã bằng cả tháng. Ngay khi tuyển thợ mỏ, đã có rất nhiều thanh niên trai tráng đăng ký. Ngày thứ 15 sau khi Ngô Bình đến Guinea, Chu Thanh Niên cũng tới, nhà máy quặng bauxit đã đi vào hoạt động và chuyển hàng về nước liên tục. Cùng lúc đó, các công ty của Viêm Long cũng tới bàn dự án, muốn khai phá quặng sắt và đồng ở đây. Không lâu sau, Lý Mai cũng đến. Theo kiến nghị của Ngô Bình, tập đoàn Lý Thị sẽ xây các nhà máy ở đây, ví dụ như xi măng, thép, phân hóa học và hóa chất. Lý Mai đến để mua đất và quyết định xem có đầu tư ở đây không. Chương 966, đá trừ tà Đông Nhạc. Đến đây rồi, Lý Mai mới phát hiện Ngô Bình là tổng chỉ huy ba quân người có quyền hạn lớn nhất tại đây. Vậy thì còn gì phải lo nữa? Cô ấy lập tức mua lại các xí nghiệp lạc hậu chuẩn bị tuyên bố phá sản ở Viêm Long với giá thấp, sau đó chuyển đến Guinea. Cùng lúc đó, Lý Mai có ý kiến muốn đổi tên nước Guinea thành nước Cộng hòa Đông Tinh. Sau đó sẽ thành lập công ty cơ sở hạ tầng để sửa đường, xây cầu, phát triển kiến trúc hạ tầng. Nhưng đây không phải chuyện ngày một ngày hai nên Ngô Bình cũng không vội, có Chu Thanh Nghiên và Lý Mai ở đây, anh không phải lo gì nữa. Nên hầu hết thời gian, anh đều dành để tìm tinh hạch. Sau gần một tháng đến nước Đông Tinh, Ngô Bình vẫn chưa tìm thấy tinh hạch. Nhưng anh phải về nước vì sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Anh đã hứa với Trương Thiên Hoành là giúp ông ấy mở cấm chế vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Giờ chỉ còn 3 ngày nữa nên anh phải về thôi. Trưa nay, anh đã về đến Thiên Kinh. Anh vừa xuống máy bay thì Trương Lệ đã gọi tới. Tiểu Bình, con đang ở đâu đấy? Có rảnh không? Ngô Bình, con đang ở Thiên Kinh rồi, có chuyện gì thế mẹ? Trương Lệ cười nói, Tiểu Bình, mấy hôm nữa, mẹ sẽ đi gặp mấy cô bạn. Ngô Bình nhớ là mẹ mình có mấy người bạn rất thân. Anh hỏi, mẹ định đi chơi với mấy cô ấy ạ? Trương Lệ, giờ cũng rảnh, mẹ định đi chơi mạt trược hoặc dạo phố với các cô ấy. Ngô Bình, vâng. Trương Lệ cười nói, Tiểu Bình, tối nay nhà mình sẽ đến nhà cô Tôn Hiểu Hồng chơi. Ngô Bình nhớ ngày xưa, cô Tôn này đã lấy một đại gia ở Hải Thành nên cuộc sống rất khá, anh nói, vâng. Trương Lệ, mẹ muốn con đi cùng, cô Tôn có một cô cháu gái xinh lắm, cô ấy định giới thiệu cho con. Ngô Bình chán nản, mẹ, con có bạn gái rồi mà. Mẹ đừng giới thiệu thêm cho con nữa, con không đi đâu. Trương Lệ, Tiểu Bình, không chỉ có thế đâu. Chồng của cô Tôn bị bệnh, mẹ biết con giỏi chữa bệnh nên mới muốn con đến khám cho chú ấy một thể. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, con sẽ đi. Nhưng mẹ không được giới thiệu ai cho con đâu đấy, con không cần đâu. Trương Lệ, được rồi. Nhận địa chỉ xong thì Ngô Bình cúp máy. Buổi tối mới phải tháp tùng mẹ mình đi chơi nên anh không vội. Mà đến tổng bộ của Thiên Long trước. Bây giờ, ngày nào Diệp Thần cũng tu luyện ở đây nên tiến bộ rất nhanh, loáng cái đã cảnh giới thần rồi, chẳng mấy mà đột phá lên tiên thiên. Ngô Bình vừa chỉ dẫn cho Diệp Thần tu luyện, vừa giải quyết vài việc của Thiên Long.
Diệp Thần rất có tiềm lực nên Ngô Bình muốn bồi dưỡng anh ta thành người kế nghiệp mình làm long chủ của Thiên Long. Như vậy, anh sẽ có nhiều thời gian để tu luyện và luyện đan. Giữa chừng, Ngô Bình đã gọi cho Trương Thiên Hoành, hai người hẹn ngày kia gặp nhau để bàn chuyện mở cấm chế. Trước khi trời tối, Ngô Bình đã giúp Diệp Thần đột phá lên tiên thiên. Sau đó, anh thay đồ rồi đến khách sạn gặp mẹ, tiếp theo cùng đến nhà của Tôn Hiểu Hồng. Chồng của Tôn Hiểu Hồng tên là Ngụy Lập Tân, một đại gia của đất Hải Thành, chuyên linh doanh đá quý và bất động sản. Mấy năm gần đây, nhà họ Ngụy đã thu nhỏ việc kinh doanh rồi chuyển nhà đến Thiên Kinh. Ngô Bình lái xe chở mẹ mình đến nhà họ Ngụy. Nhà họ nằm trong khu nhà giàu ở Thiên Kinh, mỗi căn đều có giá mấy chục triệu. Khi đến nơi, Ngô Bình chợt cảm thấy có một luồng thần niệm rất mạnh đang khóa chặt nơi này. Anh cau mày vì thế người này thật vô lễ. Anh nhanh chóng phóng thần niệm ra để phản công lại, nhưng sau đó anh đã phải ngẩn ra vì thần niệm tấn công anh lại phát ra từ một tấm bia đá. Tấm bia đá này cao chục mét, rộng 4 mét, dày nửa mét, toàn thân một màu xám xịt, mặt bia có các bùa chú kỳ lạ cùng 5 chữ đỏ đá trừ tà đông nhạc. Sao đá lại phóng thần niệm được nhỉ, anh thử kết nối thần niệm với nó thì nó lập tức đẩy anh ra. Ngô Bình tạm thời bỏ qua chuyện này rồi lái xe đến nhà họ Nghiêm. Biệt thự của nhà họ không to lắm, chỉ hô nư 300 mét vuông, điều khiến anh ngạc nhiên là với khối tài sản của nhà họ Nghiêm thì họ phải ở nhà to hơn mới phải. Tôn Hiểu Hồng đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy Ngô Bình và Trương Lệ, bà ấy cười nói, chị Lệ, Tiểu Bình, hai mẹ con đến rồi à, mau vào nhà đi. Hai mẹ con Ngô Bình vào nhà thì thấy không có khách khác, họ đến đầu tiên. Tôn Hiểu Hồng tự rót trà cho họ rồi cười nói, chị Lệ, chị Tinh ở trên tầng, để em gọi con bé. Ngô Bình nghe thấy thế thì nói ngay, cô ơi, cháu có việc hỏi cô ạ. Tôn Hiểu Hồng đành ngồi xuống rồi nói, có việc gì thế Tiểu Bình? Ngô Bình, lúc cháu đến thì thấy có một tấm bia đá rất to trong hồ nhân tạo, nó để làm gì vậy cô? Tôn Hiểu Hồng cười nói, cháu không biết à, đá trừ tà đông nhạc, nó là hạo nhiên chính khí mà đông nhạc thai nghén, để nó ở các ngã ba, ngã tư sẽ tránh được tà khí. Ngô Bình không ngờ Tôn Hiểu Hồng lại biết những chuyện này, cô Tôn, cô siêu thế, chuyện gì cũng biết. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười trừ nói, cô có biết gì đâu, do hoàn cảnh bệnh tật quanh năm nên thành lang băm thôi. Ngô Bình, có chuyện gì vậy cô? Đúng lúc này, có một giọng nói trong sáng ở trên tầng 2 vọng xuống, chú bị tà ma nhập nên hay đau ốm, cô đã mời nhiều cao nhân tới cũng không ăn thua. Nhưng từ sau khi chuyển đến đây, tà ma đó ít xuất hiện hẳn. Ngô Bình ngẩng lên thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bước xuống, cô ấy rất xinh, nhưng hơi lạnh lùng. Ngô Bình khẽ cau mày, vì cô gái này có tu vi. Tôn Hiểu Hồng giới thiệu, Tiểu Bình, để cô giới thiệu. Đây là Tôn Chỉ Tinh cháu gái cô. Chỉ Tinh tốt nghiệp Đại học Thiên Kinh, hiện đang đi làm rồi. Ngô Bình gật đầu, chào cô. Tôn Chỉ Tinh, chào anh. Ngô Bình, vậy là từ khi chuyển đến đây, chú Nghiêm không còn bị nhập nữa ạ? Tôn Hiểu Hồng, ừ, cô nghe cao nhân bảo trên tấm bia đá của Đông Nhạc Thạch Cảm Đương có khí tức cương trực nên tà ma không dám lại gần. Nhưng chồng cô vẫn yếu lắm, lại không được rời khỏi đây nên tâm trạng bí bách, ngày nào cũng bực dọc. Ngô Bình đã hiểu được vấn đề nên đứng dậy nói, Tôn Chỉ Tinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Thấy Ngô Bình chủ động mời cháu gái mình, Tôn Hiểu Hồng mừng rỡ nói, ừ, hai đứa đi chơi đi. Tôn Chỉ Tinh nhìn Ngô Bình rồi đi ra ngoài trước, anh theo sau. Ra đến sân, Ngô Bình nói, núi Long Hổ à? Tôn Chỉ Tinh ngạc nhiên, sao anh biết? Ngô Bình cười nói, tôi đã gặp Ma Đô, khí tức của hai người giống nhau. Anh biết ma sư huynh à, chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi dùng mình nói, anh chính là hung thủ đã giết ma sư huynh. Ma Đô là con trai giếng của chân nhân Mã Huyền của núi Long Hổ, chính Ngô Bình đã giết người này. Anh vẫn lo Mã Huyền sẽ trả thù mình, nhưng mãi không thấy gì. Anh nói, Ma Đô tự chọn con đường chết, không liên quan đến tôi. Tôn Chỉ Tinh hừ lạnh nói, nếu Mã Sư Thúc không bế quan thì anh nghĩ mình còn sống được đến giờ à? Thấy cô ấy có thái độ như vậy. Ngô Bình cau mày nói, ông ta không làm gì được tôi đâu, cô không phải dọa. Tôn Chỉ Tinh cười lạnh, anh tưởng núi Long Hổ chúng tôi chỉ có mỗi chân nhân Mã Huyền à. Chúng tôi truyền thừa nhiều năm nên mạnh hơn anh tưởng nhiều. Ngô Bình, được rồi, đừng nói mấy chuyện không liên quan nữa, tôi hỏi cô, chú cô rốt cuộc bị làm sao? Chương 967, Quỷ Mẫu. Chu Chỉ Tinh cau mày, thái độ coi thường núi Long Hổ của Ngô Bình khiến cô ấy rất không vui. Nhưng hôm nay
cô ấy đến đây vì chuyện của nhà cô mình nên đành nhịn vậy, chú tôi bị tà ma nhập thân, nhà cô đã từng mời sư phụ của tôi đến trấn áp, tiếc là đã thất bại. Con ma nữ kia ghê gớm lắm, nó hại chú tôi đau ốm chưa đủ, mà còn giết hai đạo đồng của núi Long Hổ nữa. Về sau, tôi nghe nói ở đây có một tấm bia đá nên đã bảo nhà cô chuyển hắn đến đây sống. Nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, con ma nữ kia vẫn lởn vởn quanh đây chưa chịu đi. Ngô Bình, người của núi Long Hổ chỉ đến thế là cùng, có con ma nữ vớ vẩn mà cũng không xử lý được. Chu Chỉ Tinh tức giận nói, anh tưởng đấy là con ma nữ bình thường mà. Nó là quỷ mẫu đấy, nghe sư phụ tôi nói thì đến tiên quân ra tay cũng chưa chắc đã làm gì được nó đâu. Ngô Bình nhíu mày, quỷ mẫu ư? Truyền thuyết kể rằng có một con quỷ mẫu sống trên một hòn đảo ở vùng Nam Hải, mỗi ngày nó đều sinh ra 10 con quỷ, nhưng đến đêm sẽ ăn hết con của mình, nói chung rất đáng sợ. Lẽ nào truyền thuyết ấy lại là thật? Thấy Ngô Bình có vẻ không tin, Chu Chỉ Tinh cười lạnh nói, nếu anh giỏi thì đừng đứng đây khoác lác nữa, dám đi gặp con quỷ mẫu kia không? Ngô Bình, sao không dám, cô dẫn đường đi. Chu Chỉ Tinh, nếu anh đủ dũng cảm thật thì tối nay quay lại đây. Dứt lời, cô ấy quay vào trong nhà. Ngô Bình châm một điếu thuốc, nhân lúc xung quanh không có ai, anh bay vào hồ nhân tạo. Tấm bia đá được xây dựng trên một vị trí rất chắc chắn và rộng rãi, đủ chỗ cho anh đứng. Anh quan sát tấm bia đá thì thấy nó không có gì đặc biệt cả, nhưng vẫn có luồng thần niệm kia. Anh thấy rất lạ nên khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy bên trong tấm bia đá có một không gian trống rất rộng, giống hệt môi trường nuôi dưỡng một bào thai. Hiện giờ đang có một cái thai đá hình người ở đây, rõ ràng tấm bia này đang mang thai. Điều thần kỳ là cái đá kia cũng có cuống rốn nối liền với mạch lạc của đá. Thai đá ư, Ngô Bình thấy rất khó tin, anh ấn tay vào mặt đá để kết nối với nó. Có một điều anh chắc chắn là chính cái thai đá này đã phóng thần niệm về phía anh. Loáng cái, đã có một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong đầu Ngô Bình, biến. Ngô Bình cau mày, mày đuổi tao đấy à? Có tin tao cho người đập mày nát bét cho mày sinh non luôn không? Thai đá nổi giận, cậu dám. Ngô Bình cười lạnh, dù mày mạnh thật đấy, nhưng tiếc là không thể làm người bình thường bị thương được. Thế lực của tao lớn lắm, chỉ cần tao nói một câu thôi là sẽ có vài trăm người tới nghiền nát mày ngay. Cái thai đá trầm mặc một lát rồi nói, xin lỗi. Thấy nó đã biết điều hơn, Ngô Bình hỏi, mày ra đời kiểu gì? Thai đá, tôi vốn là một khối linh thạch trên Đông Nhạc. Vào thời Sử Hoàng đế đi tu, tôi được cảm hóa nên đã hóa thành bào thai này, tính đến nay thì đã hơn 2.000 năm rồi. Ngô Bình, ra là thế, tiếc là mày lại bị người ta lấy làm bia đá, không thì chắc đã ra đời lâu rồi đúng không? Thai đá, số trời đã định. Ngô Bình, tao có thể giúp mày nhanh chóng ra đời. Thai đá, cậu định giúp tôi kiểu gì? Ngô Bình, tao sẽ bày thất tinh long vương cục, tập trung hết chính khí của đất trời, nó rất thích hợp với mày đấy. Thai đá, cậu giúp tôi thật ư? Ngô Bình, tao giúp mày thì mày cũng phải giúp tao. Thai đá, được, cậu muốn tôi làm gì? Ngô Bình, dạo này có một con ác quỷ hay đến đấy đúng không? Mày có thấy nó không? Thai đá, có một con, nhưng nó không dám vào địa bàn của tôi nên tôi cũng mặc kệ. Ngô Bình, tối nay, mày hãy giúp tao xử lý nó. Thai đá vui vẻ đồng ý ngay, được. Sau khi giao kèo với thai đá xong, Ngô Bình quay lại nhà họ Nghiêm. Lúc này, Nghiêm Lập Tân đang ngồi trong phòng khách, trông ông ấy rất yếu, mặt mày vàng vọt, rất thiếu sinh khí. Chu Chỉ Tinh vội nói, Tiểu Bình, đây là chú tôi, anh mau khám cho chú ấy đi. Nghiêm Lập Tân gật đầu, chào Tiểu Bình. Ngô Bình cười nói, cháu chào chú Nghiêm. Anh ngồi xuống cạnh Nghiêm Lập Tân rồi bắt mạch cho ông ấy, sau đó nói, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chú bị tà ma nhập thân lâu ngày nên làm hao tổn chân khí thôi. Dứt lời, anh truyền thuần dương tiên lực vào người Nghiêm Lập Tân, sau đó cho ông ấy uống một viên nguyên khí đan. Ngay sau đó, Nghiêm Lập Tân đã thấy toàn thân nhẹ nhõm và thoải mái, sau đó người vã mồ hôi ra. Ngô Bình, chú đi tắm nước nóng đi ạ, sau đó sẽ thấy người nhẹ nhõm hẳn. Nghiêm Lập Tân vừa cảm kích vừa chấn động, vội vàng cảm ơn Ngô Bình. Chu Chỉ Tinh ở cạnh đó cũng há hốc miệng kinh ngạc, cô ấy đã mời nhiều cao nhân đến mà không giúp gì cho chú mình được. Không hiểu Ngô Bình đã làm bằng cách nào. Lúc này, hai gia đình khác cũng lần lượt đến, nhà họ Nghiêm đông vui hơn hẳn. Còn Nghiêm Lập Tân sau khi tắm rửa xong thì đã lên tinh thần hơn hẳn, tiếp đó thì tươi cười tiếp khách. Nhóm Trương Lệ lập tức vào bàn mạt trược ngay, còn Nghiêm Lập Tân thì mời Ngô Bình vào phòng sách,
sau đó lấy trà ngon đã tiếp đãi anh rồi hai người cùng trò chuyện. Nghiêm Lập Tân, hôm nay, chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không thì chắc chú sẽ không bao giờ khỏi bệnh được mất. Ngô Bình, chú đừng khách sáo, cô Tôn với mẹ cháu là bạn thân của nhau nên giúp được chú, cháu thấy vui lắm. Nghiêm Lập Tân khẽ thở dài, nhưng con ác quỷ ấy sẽ không tha cho chú đâu. Ngô Bình, chú yên tâm, tối nay cháu sẽ diệt trừ nó. Nghiêm Lập Tân cả kinh, diệt trừ ác quỷ ư. Ngô Bình, nhưng chú phải kể rõ mọi chuyện cho cháu nghe, không được giấu gì hết. Nghiêm Lập Tân đắn đo một lúc rồi nói, được, chú sẽ kể từ đầu. Thì ra, trước kia, Nghiêm Lập Tân làm ăn rất khấm khá ở Hải Thành, mỗi na kiếm cả tỷ bạc. Vì có tiền nên ông ấy rất thích sưu tầm đồ cổ, nửa năm trước, ông ấy đã mua lại một cái bình sứ thanh hoa của người quen hết 13 triệu. Ông ấy rất quý cái bình ấy nên ngày nào cũng ngắm nghía. Khoảng 2 tháng sau, con mèo nhà ông ấy nuôi đã chạy vào phòng cất đồ cổ, sau đó nhảy lên giá đựng cái bình sứ rồi đẩy nó rơi xuống đất. Lúc đó, Nghiêm Lập Tân cũng ở trong phòng, ông ấy thấy khi cái bình vỡ thì có một luồng hắc khí bay ra, từ đó trở đi, ông ấy bắt đầu gặp xui xẻo, việc làm ăn thất bát. Tiếp đó, ông ấy thường nằm mơ thấy một con ma nữ nên đêm nào cũng không yên giấc, việc làm ăn thì xuống dốc không phanh. Về sau, ông ấy đã mời nhiều thầy pháp đến nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng, ông ấy đã nghe theo lời khuyên của Chu Chỉ Tinh rồi chuyển đến đây. Kể đến đây, Nghiêm Lập Tân cười khổ nói, cháu không phải người ngoài nên chú có sao kể vậy, giờ chú đang nợ cả đống tiền, nhưng cô cháu ưa sĩ diện nên không dám kể với ai. Ngô Bình, chú đừng lo, cháu sẽ giới thiệu cho chú vài công trình. Anh chỉ cần cho Nghiêm Lập Tân vài cơ hội ở Guinea là đảm bảo ông ấy phất lại lên ngay. Nghiêm Lập Tân mừng rỡ, được, cảm ơn cháu. Ngô Bình, chú Nghiêm, còn mảnh vỡ của cái bình không ạ? Nghiêm Lập Tân gật đầu, có, để chú lấy cho. Khi ông ấy đi lấy mảnh vỡ đến cho Ngô Bình xem thì anh híp mắt lại, trong chiếc bình này có bùa trấn ma phong quỷ, nhìn nét vẽ thì chắc là của một người có trình độ rất cao thâm. Anh nói, con ma nữ này là quỷ mẫu, nó bị người ta phong ấn trong chiếc bình. Con mèo làm vỡ bình nên nó mới thoát ra ngoài. Nhưng với thực lực của nó thì giết chú quá dễ dàng, tại sao nó chỉ nhập vào người chú? Chương 968, ẩn tình. Nghiêm Lập Tân cười khổ, tôi cũng không rõ, phải rồi, trong mơ, nữ quỷ đó còn nói chuyện với tôi nhưng tiếc là tôi hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì. Ngô Bình như nghĩ ra gì đó, nói, xem ra con quỷ mẫu này có ý đồ. Sau đó, anh lấy bút và giấy viết bùa ra, vẽ mấy lá bùa trấn tà rồi đưa cho Nghiêm Lập Tân một tờ, giữ lại cho mình hai tờ. Chiều đến, họ lần lượt đến chào tạm biệt, Ngô Bình cũng về theo. Sau khi sắp xếp cho Trương Lệ về khách sạn, Ngô Bình nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu ngồi thiền, mãi đến 11 giờ đêm anh mới đến Hoa Viên Đạt Thông. Anh đến bên cạnh tấm thai đá, nói, lát nữa mày giấu bớt khí tức để dụ quỷ mẫu đó hiện thân. Thai đá đồng ý, lập tức giấu bớt khí tức. Quả nhiên, chưa đầy mấy phút, một luồng gió tà ma liền thổi đến, dường như nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Ngô Bình dùng phép nhìn thấu vạn vật thì nhìn thấy một luồng sáng đen bay vào trong khu dân cư, hướng về phía nhà họ Nghiêm. Anh bỗng vung tay, một lá bùa liền bay lên không trung, hướng về luồng sáng đen đó. Ầm! Lá bùa vừa chạm vào luồng sáng thì lập tức nổ tung, luồng sáng đen bị chấn động thì quay đầu chạy về phía hồ nhân tạo. Chớp mắt, luồng sáng đen đã ập lên người Ngô Bình, anh lập tức cảm thấy lạnh thấu xương nên liền gọi ngay thai đá. Ầm! Một luồng chính khí mạnh mẽ khống chế luồng khí đen đó, Ngô Bình cũng cùng lúc thi triển bùa vạn Phật trấn yêu, một bàn tay vàng giáng mạnh xuống, đánh cho luồng sáng đen hét lên thảm thiết. Luồng sáng đen ngưng tụ thành hình dáng một người phụ nữ, diện mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều đôi mắt của cô ta lại tràn đầy sự oán hận nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình thấy cô ta mặc đồ thời xưa thì hét lên, cô là quỷ mẫu sao? Tại sao lại bám giết lấy Nghiêm Lập Tân? Quỷ mẫu cố hết sức muốn thoát ra. Nhưng trước sự khống chế kép từ thai đá và Ngô Bình, cô ta không thể nào động đậy được. Có vẻ như quỷ mẫu biết mình không thể chạy trốn được nên nét oán hận trên mặt cũng biến mất. Cô ta nói, ông ta là người đã thả ta ra, trong tay ông ta còn có một cái bình, bên trong có linh hồn của con gái ta muốn cứu con gái ta ra. Ngô Bình ngây ra, con gái cô, tại sao không trực tiếp nói cho Nghiêm Lập Tân biết? Quỷ mẫu, sau khi Nghiêm Lập Tân biết ta là quỷ mẫu thì bắt ta làm việc cho ông ta. Ông ta nói đợi ông ta đủ giàu có thì sẽ trả con gái lại cho ta. Ngô Bình nhìn quỷ mẫu, anh biết quỷ mẫu không có lý do gì phải nói dối,
thế là anh hỏi, Nghiêm Lập Tân bảo cô làm gì? Quỷ mẫu, ông ta bảo ta ăn cắp cổ vật và tiền bạc, lúc đầu ta đã làm theo, nhưng ông ta lại thất hứa hết lần này đến lần khác. Trong lúc tức giận, ta đã trở mặt với ông ta, lấy hết toàn bộ tài sản của ông ta. Ông ta rất tức giận, mời thiên sư của Long Hổ Sơn đến đấu phép với ta, kết quả bị ta đánh trọng thương. Ngô Bình, tại sao cô không cứu con gái mình luôn? Quỷ mẫu, ta không thể chạm vào cái bình đó, hơn nữa, ông ta đã giấu cái bình đi, ta vốn dĩ không biết ở đâu. Ngô Bình không ngờ sự việc lại phức tạp đến thế, anh nói, vậy nên cô đã bám giết lấy ông ta, khiến việc làm ăn của ông ta càng ngày càng sa sút sao. Quỷ mẫu nói với giọng đanh thép, ông ta là người có lòng tham không đáy, đấy là sự trừng phạt thích đáng dành. Ngô Bình im lặng một lúc, thu lại phép chân yêu rồi nói, quỷ mẫu, tôi sẽ giúp cô cứu con gái. Quỷ mẫu nhìn Ngô Bình, sao ta phải tin ngươi? Ngô Bình thản nhiên đáp, tôi giết cô dễ như trở bàn tay, không có lý gì lại đi lừa cô. Anh vừa nói vừa lấy ra bùa thần trấn áp tam hoàng, quỷ mẫu vừa thấy lá bùa thì giật mình, thậm chí còn bất giác quỳ xuống đất, run rẩy nói, thượng tiên tha mạng. Trước đây, lá bùa này chỉ phát ra một phần ngàn uy lực thì đã khiến cho Ngô Bình không dục dịch nổi, giờ lá bùa này đã được anh luyện hóa, uy lực của nó lại còn mạnh hơn nữa. Ngô Bình cất lá bùa, nói, Nghiêm Lập Tân tham lam thật, nhưng cô cũng không cần thiết phải như thế, dù gì thì cô cũng chỉ vì muốn cứu con gái. Quỷ mẫu, mọi chuyện đều nghe theo thượng tiên. Ngô Bình, cô ở đây đợi tôi đi một lát sẽ quay lại. Anh nói xong thì bay lên cao rồi đáp xuống ở phòng sách nhà họ Nghiêm. Lúc này, Nghiêm Lập Tân đang ngồi bên trong, trước mặt ông ta đặt một cái bình gốm xanh. Nghiêm Lập Tân không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngô Bình. Ông ta bình thản nói, cháu đến rồi à? Ngô Bình, chú Nghiêm, sáng nay chú nên nói sự thật với cháu. Nghiêm Lập Tân thở dài, là lỗi của chú. Chắc cháu đã gặp nữ quỷ đó rồi nhỉ? Ngô Bình, gặp rồi, cô ta đã nói cho cháu biết hết cả rồi. Nghiêm Lập Tân đứng dậy, đưa tay đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng lại thì Ngô Bình đã cảm giác thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ đè nén, khiến anh không động đậy được. Anh từ từ ngồi xuống. Chỉ có như vậy mới không thấy quá khó chịu. Anh nhìn Nghiêm Lập Tân, lạnh lùng nói, đây là chiêu trò của Long Hổ Sơn sao? Bên ngoài phòng có tiếng đàn ông vang lên, nhóc con, thiên sư ta đang giăng bẫy bắt con nữ quỷ đó, sao cậu lại dám đến làm loạn hả? Cậy hãy ngoan ngoãn ở đây, để thiên sư ta đi bắt nữ quỷ đó. Ngô Bình chau mày, bên ngoài cửa là cao thủ của Long Hổ Sơn đó sao? Đối phương cười he he, Long Hổ Sơn chỉ có một thiên sư. Thân phận của ta còn phải hỏi nữa sao? Ngô Bình, quỷ mẫu đó không có lỗi gì, tại sao nhất định phải bắt cô ta? Đối phương nói, quỷ mẫu đó nửa thần nửa quỷ, nếu có thể luyện hóa thì sẽ rất có lợi cho Long Hổ Sơn ta. Ngô Bình bình thản đáp, tôi đã hứa với quỷ mẫu đó, giúp cô ta cứu con gái, vì vậy ông không thể động đến cô ta. Đối phương cười lạnh lùng, dám quản việc của ta, cậu có tư cách đó sao? Ngô Bình đấm một đấm. Một tiếng nổ liền vang lên giữa không trung, cả không gian khung chuyển, khiến Nghiêm Lập Tân sợ đến ngã lăn ra đất. Anh đã phá tan thủ pháp chân áp của đối phương chỉ với một đấm, sau đó ôm cái bình lên và đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc áo đỏ nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngô Bình nói, thủ đoạn của Long Hổ Sơn chẳng qua cũng chỉ có vậy. Người đàn ông trung niên chau mày, xem ra ta đã đánh giá thấp cậu. Ngô Bình, chắc ông là người đứng sau giật dây cho tất cả những hành động của Nghiêm Lập Tân đúng không? Người đàn ông trung niên, không sai. Ngô Bình, tôi nhất định bảo vệ quỷ mẫu, bây giờ một là ông đi, hai là đánh bại tôi. Vẻ mặt người đàn ông trung niên rất khó chịu, để bắt quỷ mẫu, ông ta đã mất nửa năm để chuẩn bị, đương nhiên không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Người đàn ông trung niên, các hạ muốn đối đầu với Long Hổ Sơn ta sao? Ngô Bình, ông thì sao? Muốn đối đầu với Thục Sơn kiếm phái sao? Người đàn ông trung niên giật mình, cậu là đệ tử của Thục Sơn sao? Ngô Bình đính chính, là đệ tử tinh anh. Người đàn ông trung niên thở dài, chắp tay, thiên sư đương thời của Long Hổ Sơn, Trương Mục Tiên. Các hạ có phải là thủ lĩnh của Thiên Long không? Ngô Bình, là tôi đây. Trương Mục Tiên, Ngô thủ lĩnh, chuyện hôm nay có thể nể mặt Long Hổ Sơn ta không? Ngô Bình, chuyện này phải hỏi ngược lại. Long Hổ Sơn của ông có bằng lòng giữ thể diện cho Thiên Long tôi không? Trương Mục Tiên nói, quỷ mẫu này rất quan trọng với Long Hổ Sơn ta. Ngô Bình, quan trọng cỡ nào?
Trương Mục Tiên, Long Hổ Sơn ta có một lò luyện thần Long Hổ, có được quỷ mẫu thì ta có thể luyện được kim đan Long Hổ. Ngô Bình bật cười. Trương Mục Tiên chau mày, tại sao các hạ lại cười? Ngô Bình, ông tưởng có lò thần là luyện được kim đan sao? Thật nực cười, nếu ông có thể luyện được kim đan Long Hổ thì tôi ăn luôn lò thần Long Hổ cho xem. Trương Mục Tiên khó chịu, các hạ xem thường thuật luyện đan của Long Hổ Sơn ta quá rồi. Ngô Bình, tôi là thầy luyện đan của Trường Sinh Điện, tôi chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Vì vậy, nếu chỉ vì muốn luyện đan thì quỷ mẫu không có giá trị gì với Long Hổ Sơn của ông cả. Trương Mục Tiên nhìn Ngô Bình chằm chằm, cậu cũng là thầy luyện đan sao? Chương 969, uy lực của bùa thần. Ngô Bình, đúng vậy. Nếu có cơ hội thì chúng ta có thể thảo luận về Long Hổ Kim Đan, nhưng hôm nay tôi lại không rảnh. Trương Mục Tiên vẫn đang do dự không biết có nên buông tha cho quỷ mẫu dễ dàng như vậy không? Ngô Bình đột nhiên ném cho ông ta một viên Long Môn Đan, sau đó nói, đan dược này được luyện thành dưới sự hướng dẫn của tôi. Trương Mục Tiên thoáng sững sờ, kinh ngạc thốt lên, khí tức này, phải chăng chính là Long Môn Đan trong truyền thuyết? Ngô Bình, đúng, đây chính là Long Môn Đan. Nói tới đây, anh lại cầm lấy đan dược, bổ sung, bây giờ ông tin rồi chứ? Hai mắt Trương Mục Tiên phát sáng, ông ta chắp tay nói, Ngô Long Chủ, hôm nào cậu rảnh rang, liệu có thể ghé Long Hồ Sơn một chuyến không? Ngô Bình bình tĩnh đáp, chuyện đó tính sau, gần đây tôi khá bận. Trương Mục Tiên vội vàng nói, hôm nào cũng được, tôi chờ tin của Ngô Long Chủ. Sau đó ông ta đưa một tấm danh thiếp ra bằng hai tay. Ngô Bình cấm lấy danh thiếp, cất lời, được, khi nào có thời gian thì tôi sẽ liên lạc với ông. Trương Mục Tiên cười đáp, vậy tôi xin cáo từ trước. Trương Mục Tiên vừa đi, Ngô Bình liền cầm cái bình kia đi tới trước thai đá. Quỷ mẫu vẫn còn ở đó, nhìn thấy cái bình trong tay Ngô Bình, cô ta lập tức kích động tột độ, giơ tay ra nhưng không dám chạm vào. Ngô Bình ném cái bình xuống đất, làm phát ra âm thanh giòn giã, tiếp đó, khói đen phụt ra từ bên trong, ngưng tụ lại thành một cô bé chừng 7, 8 tuổi thắt bím tóc. Chẳng ngờ khí tức của cô bé này còn mạnh hơn hẳn quỷ mẫu. Trong đôi mắt còn lộ rõ ánh lửa màu vàng đang hừng hực thiêu đốt. Quỷ mẫu ôm chặt lấy cô bé, vui vẻ gọi, con ơi. Nhưng cô bé lại ghét bỏ đẩy cô ta ra, lạnh lùng cất lời, tránh ra. Quỷ mẫu thoáng sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ bi thương, cất lời, con ơi, mẹ xin lỗi con không thể tha thứ cho mẹ được ư. Cô bé cười lạnh, trên đời này chẳng có ai tốt đẹp hết, tất cả đều đáng chết. Dứt lời, sát khí của cô bé ngút trời. Đến mức khiến thai đá không thể không bộc phát sức mạnh muốn chấn áp cô bé. Nhưng cô bé quá mạnh, sức mạnh dồi dào đến độ thai đá cũng chẳng thể áp chế nổi. Quỷ mẫu thốt lên, con gái ơi, đừng mà. Cô bé vung tay lên, một luồng sức mạnh đánh trúng Ngô Bình khiến anh bay đi mấy chục mét, đập vào nền đất cứng bên ngoài hồ, làm cho sàn xi măng vỡ thành một cái hố to. Cô bé bay lên không trung, vô số sát khí từ bốn phương tám hướng tụ dần về chỗ cô bé. Tạo nên một vòng xoáy khổng lồ ngay phía trên đỉnh đầu cô. Trương Mục Tiên đứng trong bóng tối cách đó mấy trăm mét thản nhiên chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Phía sau ông ta, Tôn Chỉ Tỉnh cất lời, sư phụ nói quả không sai, thực lực của đứa con gái còn khủng khiếp hơn. Trương Mục Tiên, vốn dĩ chúng ta mới là người phải liều một phen trước mối hung hiểm này. Nếu cậu ta đã can thiệp thì cứ để cậu ta gánh hết hậu quả đi. Tôn Chỉ Tỉnh, sư phụ, tiểu quỷ này tràn đầy hận ý với thế gian. Chúng ta vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Trương Mục Tiên, không vội, để ta xem thử vị thủ lĩnh của Thiên Long kia có thủ đoạn gì. Thấy vòng xoáy càng lúc càng rộng, giọng nói của thai đá liền vang lên trong đầu Ngô Bình, mau dùng bùa trấn áp nó, nếu không cả ta lẫn ngươi đều phải bỏ mạng. Ngô Bình hết cách, đành phải lấy bùa thần Tam Hoàng ra, khẽ cất lời, trấn. Bùa thần bay lên không trung, nhanh chóng biến thành một lá bùa lớn chừng mấy nghìn mét. Vô số kim quang bên trong ầm ầm rơi xuống chân áp. Vòng xoáy khổng lồ lập tức vỡ nát, cô bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bùa thần, miệng rít lên. Một tia sét từ tấm bùa đánh thẳng vào người cô bé, khiến cô bé hét lên một tiếng, rơi thẳng xuống đất. Tiếp đó là một quầng sáng lửa hạ xuống, thiêu đốt hừng hực khiến cô bé la hét thảm thiết. Quỷ mẫu thấy vậy liền nhào thẳng tới chỗ cô bé, cầu khẩn, xin thượng tiên tha mạng. Ngô Bình bay tới gần, tạm thời điều khiển bùa thần ngừng công kích, sau đó lạnh lùng cất lời nhóc con, có phục không? Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt căm tức, không đáp lời. Ở nơi xa,
Trương Mục Tiên và Tôn Chỉ Tình chứng kiến cảnh này đều ngây ngốc, bọn họ không thể ngờ tới trong tay Ngô Bình lại có lá bùa thần đáng sợ như thế. Giọng Tôn Chỉ Tình run run, sư phụ ơi, có vẻ bùa thần kia không thua kém gì Long Hổ Thiên Phù của Long Hồ Sơn chúng ta đâu. Mặt Trương Mục Tiên không lộ cảm xúc, ông ta thản nhiên nói, ta đã coi thường cậu ta rồi, chẳng hóng hớt được gì hết, chúng ta đi thôi. Hai thầy trò lặng lẽ rời đi. Lúc này, Ngô Bình thấy cô bé vẫn cứng đầu liền tiếp tục điều khiển xét công kích cô bé. Nhưng lần nào cũng đều bị quỷ mẫu đón lấy, cô ta bị nổ đến độ chóc cả da thịt, miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Anh thấy vậy bèn lạnh lùng cất lời, đúng là u mê không chịu tỉnh. Hôm nay tôi sẽ trấn áp cả hai mẹ con các cô. Cô bé thấy mẹ chắn trước người mình, oán hận trong mắt giảm dần. Thấy quỷ mẫu sắp không chịu nổi nữa, cô bé đột nhiên hét to, kẻ xấu xa, cứ nhằm vào tôi đây này. Cô bé đẩy quỷ mẫu ra, đón lấy lôi hỏa đánh xuống. Quỷ mẫu vô cùng yếu ớt, lắc đầu, con ơi, mẹ không sao đâu. Mau đến bên cạnh mẹ nào. Cô bé nhìn quỷ mẫu giây lát, đột nhiên khóc oa oa. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một đứa bé, dù có mạnh tới đâu thì tính tình cũng rất trẻ con, giờ phút này bị mẹ mình làm cảm động bèn nhào vào lòng mẹ. Ngô Bình thu lôi hỏa về, lạnh lùng cất lời, hai mẹ con các cô chỉ có một kẻ được sống, tự mình chọn đi. Quỷ mẫu đáp ngay tắp lự, thượng tiên, tôi bằng lòng chịu chết, hãy tha cho con gái của tôi. Cô bé hét to một tiếng, anh giết tôi đây này. Còn lâu tôi mới sợ anh. Ngô Bình đột nhiên bật cười, ngoắc tay thu bùa thần về, tiếp đó ném cho quỷ mẫu hai viên đan dược rồi nói, ăn đi. Quỷ mẫu nuốt quỷ đan, vết thương nhanh chóng biến mất. Cảm ơn thượng tiên đã không giết, quỷ mẫu vội vàng bái lại Ngô Bình. Ngô Bình, đứng lên đi. Quỷ mẫu đứng dậy, cô bé kia vẫn trừng mắt với Ngô Bình, tỏ rõ vẻ không phục. Ngô Bình nói, quỷ mẫu, tôi thấy con gái cô thuộc kiểu nửa quỷ nửa thần. Đông Nam Á có một giáo phái tên là Thiên Quỷ, tín đồ của giáo phái đó tôn thờ quỷ, nếu cô đồng ý thì có thể tới đó mà tiếp nhận hương hỏa của dân gian, dần dần tu luyện. Quỷ mẫu vui mừng ra mặt, tôi bằng lòng. Anh lại nhìn cô bé kia, còn nhóc thì sao? Có muốn mạnh hơn nữa không? Cô bé đáp, muốn. Ngô Bình, vậy thì đi cùng tôi. Quỷ mẫu vội vàng nói, con gái, mau cảm ơn thượng tiên đi. Cô bé hừ một tiếng, còn lâu con mới cảm ơn hắn. Hắn là kẻ xấu. Quỷ mẫu rất xấu hổ, vội vàng nhận lỗi với Ngô Bình, nói là trẻ con không hiểu chuyện. Ngô Bình, không sao, tôi không chấp trẻ con. Sau đó, anh gọi cho người phụ trách của Hắc Thiên Giáo tại Thiên Kinh, bảo bọn họ đón quỷ mẫu và quỷ nữ đi, cùng tiếp nhận cung phụng hương khói của Hắc Thiên Giáo. Lúc chờ người tới, Ngô Bình cất lời hỏi, ta nghe nói quỷ mẫu ban ngày sinh thập quỷ, đến đêm lại ăn mất con, có thật vậy không? Vừa nghe nhắc tới chuyện này, trong mắt quỷ mẫu tràn đầy oán hận, năm xưa tôi bị kẻ khác khống chế, hắn ta dùng cách đó để nâng cao oán khí của tôi, sau đó ăn sạch cả da lẫn xương. Ngô Bình, trên đời còn có kẻ tàn ác thế ư? Đứa con gái này đã được cô sinh ra trong lúc đó sao? Quỷ mẫu gật đầu, sau khi sinh con gái xong, tuy đã cố gắng khống chế bản thân nhưng tôi vẫn ăn mất một chân của con bé. Đó cũng là nguyên nhân khiến con gái hận tôi. Ngô Bình, cô thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia bằng cách nào? Quỷ mẫu, có một vị tiên nhân vô cùng lợi hại đi ngang qua đã đánh bại hắn ta. Tiên nhân đó có nói kiếp số của mẹ con tôi chưa tận, thế nên mới phong ấn chúng tôi trong cái bình này, mãi đến tận nửa năm trước, chúng tôi mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Nói tới đây, quỷ mẫu lại nói tiếp, tiên nhân đó còn nói rằng chúng tôi sẽ gặp được một vị quý nhân. Chắc hẳn quý nhân của hai mẹ con tôi chính là thượng tiên rồi. Chương 970, họp mặt tại phủ thần tướng. Sau đó, người phụ trách của Hắc Thiên Giáo tại Thiên Kinh tới nơi, Ngô Bình bảo người đó dẫn hai mẹ con quỷ mẫu về Đông Nam Á, tiếp nhận cung phụng hương hỏa của Thiên Quỷ Giáo. Đến khi hai mẹ con quỷ mẫu bị đưa đi thì chân trời phía đông cũng dần tảng sáng. Vì sử dụng bùa thần nên vô cùng mệt mỏi, bởi vậy Ngô Bình liền ăn một ít sinh mệnh đan, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi. Anh ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau mới tỉnh, Trương Lệ thấy con trai ngủ say quá nên cũng không gọi anh dậy. Ngô Bình liếc di động thấy có hai cuộc gọi nhớ, anh bỗng nhớ ra hôm nay có hẹn gặp mặt Trương Thiên Hoành, thế nên bèn gọi lại. Một tiếng sau, anh tới một tòa biệt viện, Trương Thiên Hoành và một nhóm người đã chờ sẵn ở đó. Trương thần tướng, vừa gặp mặt, anh liền chắp tay chào hỏi. Trương Thiên Hoành cười đáp, tả thần tướng, mời ngồi. Ngô Bình gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống.
Trương Thiên Hoành sắp đặt hai hàng ghế ở hai bên trái phải căn phòng, lúc này trong phòng đã có 7 người ngồi, nhưng Ngô Bình lại chẳng quen ai trong số họ. Trương Thiên Hoành cười nói, giới thiệu với mọi người, đây là Ngô Bình Long chủ Ngô, là quốc sĩ cấp 1, tả thần tướng của Thanh Long Quân, đệ tử tinh anh trong Thục Sơn Kiếm Phái. Vẻ mặt của những người kia không khỏi thay đổi, bởi vì chỉ lôi đại một trong những danh hiệu kia của Ngô Bình ra thôi cũng đủ để chấn động thiên hạ. Bọn họ nhao nhao đứng dậy chào hỏi Ngô Bình, anh cũng chào đáp lễ. Hàn huyên vài câu xong, Trương Thiên Hoành cười nói, mọi người cũng coi như quen biết nhau rồi, giờ chúng ta bàn tới chuyện chính. Ông gõ gõ tẩu thuốc, các vị ngồi đây đều là cao thủ cấp cao về phương diện phá trận, hôm nay tôi mời các vị tới là để phá một trận pháp. Tiếp đó ông nhìn về phía Ngô Bình, Ngô Bình, cậu nói sơ qua tình hình đi. Ngô Bình gật đầu, các vị, trong núi có một đại trận tên là Nhị Thập Tứ Nguyên Chu Thiên Tinh Đẩu Phục Ma, trận pháp này có 24 không gian, mỗi không gian tương ứng với một nhóm tinh tú, uy lực vô cùng lớn, có thể trấn áp được cường giả thiên tiên. Đám người nhỏ giọng xì xào, rõ ràng có vài người trong bọn họ vẫn chưa biết việc này. Trương Thiên Hoành, tôi đã sai người chuẩn bị đầy đủ tài liệu về phá trận mà cậu cần rồi. Ngô Bình nói, tôi sẽ dốc hết sức thử một lần. Cho dù tôi không thành công, nhưng chưa biết chừng các vị ngồi đây lại có cách nào đó. Trương Thiên Hoành cười đáp, được, hôm nay mọi người cứ ở lại phủ, trời tối chúng ta sẽ xuất phát. Trong đám người có một người trung niên trông xanh xao vàng vọt, ông ta mặc chiếc áo bông sờn vải màu vàng có vá lỗ chỗ, mái tóc của ông ta cũng khá lâu không cắt, nhưng cả người trông sạch sẽ gọn gàng, rear mép cũng mới được cạo sạch. Người trung niên đặt tay trong áo, cười hỏi, thần tướng, rốt cuộc thứ trong ngọn núi kia là gì, người có thể tiết lộ cho chúng tôi biết trước được không? Thần tướng cười ha hả, đáp, vậy bảo Tiểu Chu nói đi. Một người thanh niên đi tới, người này chính là Chu Đà đã đưa tài liệu cho Ngô Bình lần trước. Chu Đà khom lưng chào mọi người, nói, theo những gì tôi nghiên cứu được trong sách cổ, có lẽ trong núi đó phong ấn một đại vu sư. Vu chính là thế lực tu luyện mạnh nhất trước thời Tiên Quốc. Cường giả thuộc vu đều xưng là vu sư. Vu sư được chia nhỏ thành các cấp bậc cường đại như vu thánh, vu hoàng, vu tổ. Hoàng đế khai quốc của Tiên Quốc mất hơn 1.000 năm mới trục xuất được vu tộc tới vùng đất xa xôi. Đại vu sư trong núi kia rất có khả năng là một cường giả bị Tiên Quốc giam cầm. Trận pháp được nhắc tới có thể mài mòn tu vi của một người. Điều này Ngô Long chủ rõ ràng nhất. Ngô Bình gật đầu, đại trận Nhị Thập Tứ Nguyên Chu Thiên Tinh Đẩu Phục Ma có thể mài mòn sức mạnh của người bị giam bên trong mọi thời khắc. Thế nên, có lẽ đại vu sư kia đã hóa thành cát bụi, nếu người đó có thể sống đến tận bây giờ thì quả thật vô cùng đáng sợ. Chu Đà, bởi vậy lúc phá trận pháp mới cần các vị đưa ra phán đoán. Phục Long tiên sinh, Phù Vân tiên sinh, thuật bói toán của hai vị đứng đầu thiên hạ, làm phiền hai vị rồi. Người trung niên mặc áo bông vàng kia cất tiếng cười ha ha. Tôi xem nói lúc linh lúc không, tốt nhất mọi người hãy trông cậy lão phủ ấy. Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo dài, đội mũ dạ, đeo kính râm đang ngồi thẳng lưng. Người đàn ông mặc áo dài mỉm cười, nói, anh Phục Long khiêm tốn rồi, khả năng xem bói của anh hơn tôi mà. Chu Đà tiếp tục nói, nếu đại vu sư kia đã chết, vậy thì trong đại trận Nhị Thập Tứ Nguyên Chu Thiên Tinh Đẩu Phục Ma cũng có không ít bảo vật. Nếu người kia chưa chết thì át hẳn cũng vô cùng suy yếu. Chúng ta có thể lấy được bí mật để tu luyện vu đạo từ chỗ ông ta. Một người đàn ông trung niên tóc húi cua bỗng hỏi, truyền thừa vu đạo hình như đã ngừng từ lâu rồi. Chu Đà, đúng vậy. Sau đó Tiên Quốc đã cấm tu luyện vu đạo, người nào tu luyện đều bị giết cửu tộc. Ngô Bình, nguyên nhân vì sao? Chu Đà, theo những gì trong sách viết, công pháp của tu sĩ vu đạo khắc chế tu sĩ tiên đạo về mọi mặt. Thật ra Tiên Quốc không phải quốc gia duy nhất muốn loại bỏ vu đạo. Cả tiên giới cũng đều đuổi bắt và trục xuất tu sĩ tu luyện vu đạo. Hiện giờ, thế gian đã không còn vu sư nữa rồi. Phù Vân tiên sinh mặc áo dài chợt nói, tôi cũng có đọc qua vài ghi chép trong một cuốn sách cổ. Trong đó có nói người tu luyện vu đạo có thể lấy trộm tu vi của người tu tiên. Chuyện đó đã chọc giận cả tu tiên giới, cuối cùng khiến vu đạo bị ngừng truyền bá. Trong lòng đám người khẽ động, thầm nghĩ, lấy trộm tu vi của người tu tiên ư. Trương Thiên Hoành bật cười ha hả, tất cả đều chỉ là truyền thuyết, chẳng một ai biết rốt cuộc sự thật là thế nào. Ông nhìn về phía Ngô Bình, ngày mai là rằm tháng 7 âm rồi, trận pháp kia cần phải phá thế nào, cậu hãy nói sơ qua với mọi người đi. Ngô Bình, muốn phá được trận pháp đó thì cần phải gom đủ 24 tu sĩ cảnh giới địa tiên, mỗi người đều cầm tài nguyên rồi đồng thời dồn sức. Đến lúc đó,
thần tướng sẽ chỉ huy tất cả mọi người. Trương Thiên Hoành, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa phần 24 địa tiên rồi. Ngô Bình lại nói, lúc phá trận có thể sẽ xảy ra bất trắc. Trương Thiên Hoành khẽ nhíu mày, ồ, bất trắc thế nào? Ngô Bình, người biết về trận pháp này không chỉ có mình chúng ta. Năm tháng dài đằng đẵng, chẳng rõ có biết bao kỳ nhân dị dĩ, đế vương cũng như tướng quân từng muốn phá trận pháp đó. Cho dù bọn họ không thành công thì chắc chắn cũng đã sắp đặt chướng ngại, tránh cho người khác vào được bên trong. Đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Phục Long tiên sinh mặc áo bông vàng liếc Ngô Bình một cái, sau đó nói, anh bạn trẻ lo lắng rất đúng. Lúc mới đến tôi đã bói một quẻ, chuyến đi này vô cùng hung hiểm. Phù Vân tiên sinh nói, tôi cũng có bói một quẻ, chuyến này sẽ có kẻ phá rối. Trương Thiên Hoành nhíu mày, kẻ phá rối ư? Phù Vân tiên sinh, đúng vậy, nếu đối phó không ổn thỏa sẽ dẫn tới chết người. Ngô Bình, thần tướng, ngoài chúng ta ra thì có ai khác biết về đại vu sư trong núi không? Chu Đà đáp, chuyện này vô cùng bí mật, đến cả các vị cũng tới hôm nay mới biết. Ngô Bình, vậy có nghĩa là thông tin vừa mới bị ai đó tiết lộ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, ở đây có kẻ đã tuồn thông tin ra ngoài ư? Một thanh niên lạnh lùng lên tiếng, Ngô Long chủ, không thể ăn nói linh tinh vậy được. Từ nãy tới giờ tất cả chúng ta đều ngồi cùng một chỗ với thần tướng, tiết lộ tin tức ra ngoài kiểu gì? Ngô Bình liếc thanh niên kia, người này chừng hơn 30, trên tay đeo nhẫn ngọc ba màu, tướng mạo cũng chỉ thường thường, nhưng đôi mắt lại có màu xanh và làn da cũng trắng bệch hơn những người khác. Anh hờ hững hỏi, nên xưng hô với anh đây sao nhỉ? Người thanh niên hừ một tiếng, chắc bất phàm của ỷ Thiên Các. Chương 971, tứ tiên sinh nhà họ Dịch. Ngô Bình, thì ra là anh Trác, lúc trước anh là dựa vào ngọc ban chỉ này truyền tin tức ra ngoài đúng không? Trác bất phàm kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, tức giận nó, anh nói bậy gì vậy? Ngô Bình lạnh nhạt nói, ngọc ban chỉ này của anh là một pháp khí truyền tin, nó có tác dụng trong một khoảng thời gian. Sau khi dùng, pháp trận bên trong sẽ tự động biến mất, không để lại dấu vết. Trác bất phàm thở phào, cười lạnh nói, anh nói đúng thì nó là đúng sao? Nếu anh không đưa ra được chứng cứ thì ỷ Thiên Các tôi cũng không phải dễ ức hiếp. Ngô Bình nói, chứng cứ đương nhiên là có, xin mời giao ban chỉ ra. Trác bất phàm cười lạnh, anh có tư cách gì bảo tôi giao đồ ra? Vẻ mặt Trương Thiên Hoành u ám, hỏi, Ngô Bình, cậu chắc được mấy phần? Ngô Bình nói, ít nhất 9 phần. Ánh mắt Trương Thiên Hoành lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, cậu Trác, mời giao ban chỉ ra. Vẻ mặt Trác bất phàm khó coi, nói, Trương thần tướng, bố tôi và ông quen nhau nhiều năm, làm vậy sao được chứ? Trương Thiên Hoành nói, nếu cậu không có vấn đề gì thì Trương Thiên Hoành tôi dập đầu tạ lỗi với tôi. Trác bất phàm thấy không ngăn được, hắn chỉ đành lấy ra ban chỉ, lạnh lùng nói, xem thoải mái. Ngô Bình nhận lấy ban chỉ. Nói, trong ban chỉ này có ẩn chứa một pháp trận. Vốn dĩ pháp trận này sớm đã từ minh tiêu biến, nhưng có lúc, kiểu pháp trận tự hủy này lại rất dễ mất tác dụng, ví dụ như pháp trận trong ban chỉ này không thể mở ra. Trác bất phàm kinh sợ, tức giận nói, anh dám nói bậy. Ngô Bình dùng hai ngón tay chạm vào, ban chỉ này bỗng vỡ thành hai nửa, giống như bị cắt bằng dao vậy. Vị trí mặt cắt, có thể nhìn thấy không gian tồn tại bên trong, mặt trong được vẽ các ký tự hoa văn. Ngô Bình đưa không gian cho mọi người xem, nói, có người trong nghề hiểu trận pháp, có lẽ biết được tác dụng của những ký tự này. Trận này, tên là Tiểu Truyền Thanh Pháp Trận, cách hoạt động rất đơn giản, có thể đồng bộ âm thanh truyền đi đến bất kỳ nơi nào trong vòng trăm dặm. Thấy vậy, Trác bất phàm đã lùi về sau, hắn nói, anh ngậm máu phun người. Ban chỉ này là do người khác tặng, tôi căn bản không biết bên trong nó có pháp trận. Ngô Bình nhìn Trác bất phàm. Thản nhiên nói, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh đưa vào một ít pháp lực vào trong trận pháp lập tức sáng lên, anh mô phỏng theo âm thanh của Trác bất phàm, nói, chúng tôi đã hành động. Lập tức, trong trận pháp, cũng truyền đến một âm thanh, đã hiểu. Bất phàm, chú ý đừng để lộ. Ngô Bình nói, đã rõ. Nói xong, anh đóng trận pháp lại. Sau đó, Trác bất phàm hết đường chối cãi, hắn ngã ầm xuống đất, run giọng nói, thần tướng. Tha cho tôi một mạng. Tôi biết sai rồi. Trương Thiên Hoành không nhìn hắn, chỉ vung tay, lập tức có một người đến, trực tiếp túm cổ Trác bất phàm lôi đi như kéo con chó vậy. Trương Thiên Hoành khẽ thở dài, biết người biết mặt không biết lòng. Sau đó nói với Ngô Bình, cũng may có cậu, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được.
Ngô Bình, tin tức đã bị lộ, tiếp theo tốt nhất thần tướng nên có chuẩn bị. Trương Thiên Hoành nói, không sao, để mấy người kia thay chúng tôi xung phong đi trước cũng không tệ. Phù Vân tiên sinh, kế này của thần tướng rất hay, tại hạ bái phục. Trương Thiên Hoành, các vị, tôi đã cho người chuẩn bị yến tiệc, chúng ta uống rượu trước đã, rượu no cơm đủ rồi đi tiếp cũng không muộn. Sau viện, có một sảnh lớn phong cách cổ xưa, bàn ghế trong sảnh đều được làm từ gỗ tiên thượng đẳng, chén bát sử dụng cũng đều là cổ vật thời tiên quốc, hiếm có trên đời. Trương Thiên Hoành cười nói, các vị, tôi đã ủ hai vò rượu tiên, nay cùng uống với các vị. Hai người hầu nữ rót rượu cho quan khách, bên trái Ngô Bình, một người đàn ông trung niên vành mắt đen đột nhiên nhếch miệng cười, lập tức kéo một người hầu nữ xinh đẹp vào lòng, tay thì trực tiếp đưa vào trong váy cô ta. Người hầu vừa giật mình vừa sợ hãi, ánh mắt cầu cứu nhìn Trương Thiên Hoành, ông ta cười ha ha, khẩu vị của tứ tiên sinh vẫn không đổi, người hầu nữ này chưa học cách hầu hạ người. Quay về tôi sẽ sắp xếp một người thật tốt. Vị tứ tiên sinh này lại đẩy người hầu nữ ra, cười nói tôi là muốn cô ta, lát nữa đến phòng tôi. Vẻ mặt người hầu nữ khiếp sợ, nhưng cô ta không dám cầu xin, bởi vì quy tắc phủ thần tướng rất nghiêm khắc. Vẻ mặt Ngô Bình chán ghét, anh lạnh nhạt nói, hầu gái này tôi nhìn chúng rồi. Vẻ mặt tứ tiên sinh lạnh lùng, Ngô Long chủ, anh đây là cố ý nhắm vào tôi sao? Ngô Bình cười lạnh, ông thì tính là thứ gì, cũng xứng để tôi nhắm vào sao. Tứ tiên sinh tức giận, ông ta đập bàn đứng dậy, tên họ Ngô kia. Người khác sợ cậu, nhưng lỗ hải tôi đây không sợ. Anh không nói gì, một cái tát của Ngô Bình đã tát vào mặt đối phương, lỗ hải này lật một vòng, Ngô Bình giẫm một chân lên đầu ông ta, giẫm đến mức xương sọ ông ta cũng vang lên tiếng răng rắc. Ông muốn chết, anh lạnh lùng hỏi. Tứ tiên sinh run rẩy. Ông ta không ngờ Ngô Bình lại dám trực tiếp ra tay trước mặt thần tướng, ông ta lập tức sợ hãi, vội nói, Long chủ bớt giận. Trương Thiên Hoành không hé răng, cầm ly rượu, tự mình uống rượu. Ở đây không ai là người đơn giản cả, thực lực không đủ thì phải nhịn, đây là quy tắc của giới tu hành. Phù Vân tiên sinh ở bên cạnh lên tiếng, Ngô Long chủ, tứ tiên sinh là truyền nhân của Dịch Môn. Ngô Bình cười lạnh, Dịch Môn, ông đây một người một ngựa, giết đến thế giới tà ma. Dịch Môn so với trăm vạn tà ma thì thế nào? Mọi người kinh sợ trong lòng, giết đến thế giới tà ma. Đối mặt với trăm vạn tà ma sao? Tứ tiên sinh nâng hai tay, Ngô Long thủ, tại hạ biết sai rồi, xin Long thủ thứ tội. Ngô Bình thu chân, lạnh lùng nói, nếu không phải nể mặt thần tướng thì ông đã là người chết rồi. Tứ tiên sinh bò dậy, gương mặt chỉ còn vẻ lấy lòng, chắp tay cười nói, Ngô Long thủ, vừa nãy là tôi không biết trời cao đất dày. Cậu đừng tức giận. Ngô Bình ngồi xuống chỗ, tứ tiên sinh này lại quay người đi ra ngoài. Trương Thiên Hoành lạnh nhạt nói, tứ tiên sinh, ông đây là muốn đi đâu? Tứ tiên sinh cười nói, thần tướng, tôi quên lấy một thứ tồi, phải quay về một chuyến. Nói rồi, ông ta bỗng vội đi về phía xa. Ngô Bình biết, vị tứ tiên sinh này đã chạy rồi, hơn nữa ông ta đã ghi hận anh. Trương Thiên Hoành, bản lĩnh dịch học của tứ tiên sinh thâm hậu, Ngô Bình. Anh đuổi ông ta đi rồi, việc của ông ta do cậu làm vậy. Ngô Bình, tôi làm tốt hơn ông ta gấp trăm lần. Trương Thiên Hoành cười, được. Hầu nữ kia vô cùng cảm kích nhìn Ngô Bình, cô ta cũng không ngờ được, thân phận như cô ta, không địa vị, chỉ như kiến nhỏ trong mắt những cao nhân này này, lại được Ngô Bình giúp đỡ. Cô ta đến trước mặt Ngô Bình, rót rượu cho anh, sau đó hai tay kính cẩn dâng lên. Ngô Bình khẽ cười, một hơi uống cạn. Người khác thấy Ngô Bình lại vì một hầu nữ mà đắc tội với người Dịch Môn thì đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy anh hành động quá khích, không màng hậu quả. Kiểu người như vậy khó làm được đại sự. Nhưng bọn họ nào biết, Ngô Bình có con đường của bản thân anh, trên đường gặp chuyện bất bình, nhất định phải ra tay tương trợ, nếu không sẽ để lại tiếc nuối. Ở đây có người không nhìn thấu, một ông lão mặt trắng nói, dịch học của tứ tiên sinh nổi danh thiên hạ, nghe nói có thể tính toán cát hung, biến hung thành cát. Ngô Long thủ, chẳng lẽ anh cũng tinh thông dịch học? Ngô Bình nói, tính toán cát hung thôi mà, có gì khó? Mọi người đều cảm thấy anh đang nói khoác, ông lão mặt trắng cười ha ha, không đồng ý, nói chỗ huyền ảo của dịch học, không phải ai cũng hiểu rõ. Ngô Bình nói, vậy sao? Các hạ xưng hô thế nào? Ông lão mặt trắng nói, lão phu đến từ thư viện thần tú, Lục Văn Thánh. Ngô Bình, Lục tiên sinh chắc chắn là cao nhân nho môn. Chắc hắn biết rõ về dịch học. Lục Văn Thánh lạnh nhạt nói, không dám nhận, nhưng ít nhiều cũng biết một ít.
Ngô Bình lập tức nói, dịch học của tứ tiên sinh kia, có chỗ bảo thần kỳ, Lục tiên sinh có thể nói ra được không? Lục Văn Thánh nói, dịch học của tứ tiên sinh, biết hung cát, đoán họa phúc. Ngô Bình, xem ra tứ tiên sinh xem cũng không chuẩn rồi, nếu không ông ta nên biết, hôm nay tôi sẽ đánh ông ta một trận rồi. Chương 972, Thần Đoạn, Võ Quân. Lời này khiến Lục Văn Thánh không nói nên lời, ông ta dừng lại vài giây rồi nói, không ai rảnh rỗi lại đi xem mệnh cho bản thân cả. Ngô Bình, bình thường đương nhiên là không, nhưng hôm nay mọi người phải tham gia một hành động không phải nhỏ, tôi nghĩ người bình thường, đều muốn biết lành hay dữ thôi nhỉ. Ví dụ như Phù Vân Tiên Sinh và Phục Long đây. Lục Văn Thánh cảm thấy rất mất mặt, ông ta hừ một tiếng, nói, Ngô Long Chủ, nói nhiều vô ích, chỉ bằng anh thể hiện bản lĩnh cho các đại lão, để mọi người đây mở mang tầm mắt. Ngô Bình lạnh nhạt nói, sao cũng được. Lục Văn Thánh nói, vậy xin mời Long Chủ, tính một quẻ cho Lục Mỗ tôi. Ngô Bình, được thôi, ông Lục muốn xem gì? Lục Văn Thánh, xem tuổi thọ. Năm nay tôi đã 247 tuổi, mời Ngô Long Chủ tính giúp tôi còn có thể sống được bao lâu? Ngô Bình nói, xem tuổi thọ, thì sao ông biết được tôi xem đúng hay không? Dù sao, có thể ông sống được đến mấy trăm tuổi. Lục Văn Thánh lạnh nhạt nói, mọi người đều là người trong nghề, đúng hay không chỉ xem là biết. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Anh lấy ra tiền phép ngũ mai, những tiền phép này còn được gọi là tiền pháo hoa, trên thế giới rất hiếm. Vì vậy, khi mọi người nhìn thấy tiền phép ngũ mai, ánh mắt đều sáng rực. Ngô Bình niệm chú, tùy ý ném pháp tiền xuống đất, đồng thời thi triển tâm pháp. Lúc trước anh không có pháp bàn, bản lĩnh bói toán không thể đạt đến hiệu quả cao nhất. Đến bây giờ anh cũng có pháp bàn trong người, võ hồn chấn giữ, bản lĩnh bói toán này so với năm đó cũng cao hơn gấp trăm lần. Đột nhiên, bốn hình ảnh lần lượt xuất hiện trên không trung, nhưng thời gian tồn tại rất ngắn, chỉ chớp nhoáng mà thôi. Thấy vậy, mấy người Lục Văn Thánh đều kinh sợ, há hốc miệng. Trương Thiên Hoành cũng ngồi thẳng lên, nhìn năm đồng pháp tiền chằm chằm, ông ta nói, tôi nghe nói, bói toán có cả tiên tri, Ngô Bình, bói toán của cậu có đến trình độ tiên tri chưa? Ngô Bình thản nhiên nói, cao thủ bói toán, có bốn cảnh giới, lần lượt là châm ngôn, tiên tri, thần đoạn, cải mệnh, tôi miễn cưỡng cũng xem như là nhập môn thần đoạn. Mọi người đều kinh ngạc, thần đoạn. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Văn Thánh, nói tôi đã biết được tuổi thọ của ông muốn nghe không? Lục Văn Thánh hoảng sợ trong lòng, vội xua tay, không cần, tôi đã biết bản lĩnh của Long Chủ rồi, khâm phục, khâm phục. Ông ta biết rõ, Ngô Bình là cấp bậc thần đoạn. Anh nói ông ta chết lúc nào thì đến 8-9 phần sẽ chết lúc đó. Vẻ mặt mọi người nhìn Ngô Bình càng kỳ lạ hơn, rốt cuộc người này tinh thông bao nhiêu thứ, tại sao ngay cả bói toán mà cũng lợi hại như vậy. Trương Thiên Hoành cười ha ha, ông ta nói, Ngô Bình, cậu đúng là khiến người ta kinh ngạc mà. Hay lắm. Bây giờ Lục Văn Thánh rất khách sáo với Ngô Bình, vừa lên đã kính anh ba ly rượu. Ngô Bình thì nhân cơ hội nghe ngóng về Thư viện Thần Tú và Dịch Môn. Thư viện Thần Tú là do một nhóm nhà nho thành lập, mục đích là muốn truyền bá đạo nho. Các nhà nho có một hệ thống tu hành rất đặc biệt, thứ bọn họ tu là thư kinh chi khí. Gọi là phúc hữu thì thư khí tự hoa, trong người có thơ sách thì mới có thể tu luyện được chí khí cương trực. Dịch môn thì là một thế lực được thành lập mấy trăm năm trước, người thành lập là cao thủ dịch học, một nhóm người hội tụ cùng nghiên cứu dịch học. Tứ tiên sinh kia, trong dịch môn xếp thứ tư, là người giỏi giang thứ tư về dịch học. Lợi hại nhất là Đại Tiên Sinh, nghe nói Đại Tiên Sinh có thể dùng một câu định đoạt sống chết, thủ đoạn huyền bí, ngay cả quỷ thần cũng phải kiêng sợ. Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc này Phục Long đến kính rượu, cười nói, Ngô Long Chủ, tôi tự phạt một ly. Ngô Bình cười nói, Phục Long Tiên Sinh tại sao lại tự phạt? Phục Long Tiên Sinh thở dài, tôi làm người thanh cao, lúc trước không coi trọng cậu, nhưng vừa nãy được thấy bản lĩnh bói toán của Long Chủ, tôi tự thấy hổ thẹn, nên tự phạt. Nói rồi, ông ta nâng ly uống cạn một hơi, sau đó cười nói, Ngô Long Chủ, tôi nghe nói thực lực Long Chủ cao minh, là thiên sư đương thời. Nhưng hôm nay vừa gặp, tôi cảm thấy tu vi Long Chủ không chỉ là vậy đúng chứ? Ngô Bình biết không giấy được mấy lão già này, lạnh nhạt nói, không lâu trước kia tôi đã thăng cấp võ quân. Xung quanh đều là tiếng máy lạnh, ngay cả Trương Thiên Hoành cũng kinh sợ, ông ta nói, Ngô Bình, trong vòng 3 năm, ở đây không ai vượt qua được cậu. Lục Văn Thánh cảm thán nói, vậy thì khó trách cậu có thể tiên khẩu thần đoạn. Đến đây, mọi người ở đây đều vô cùng khâm phục Ngô Bình.
Trương Thiên Hoành nói, tuy tôi biết cậu là tả thần tướng của Thanh Long Quân, nhưng lại không biết cậu từng sát nhập vùng đất tà ma, lúc đó tình cảnh thế nào, có thể nói chi tiết cho mọi người nghe không? Lập tức, Ngô Bình đã kể lại chuyện bên tà ma, giết địch thế nào, mọi người nghe xong, đều vỗ tay cảm thán. Tả thần tướng dũng mãnh thắng ba quân, chúng ta kính tả thần tướng một ly, Lục Văn Thánh nâng ly lại kính rượu. Trong đây, có một người đàn ông trung niên vẫn giữ im lặng ít nói, gần như ông ta không nói lời nào với mọi người, lúc này ông ta đột nhiên lên tiếng, hỏi, Ngô Long Chủ, tôi nghe nói võ quân có thể đánh với chân quân, thậm chí chống lại tiên quân cũng có thể toàn thân rút lui. Ngô Bình nói, võ quân và chân quân cũng không giống nhau, nhưng chân quân bình thường, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của võ quân. Nếu đối thủ là sơ cảnh tiên quân, ngoài 500 bước tôi sẽ không chủ động ra tay. Trong 300 bước, thì tôi có cơ hội đả thương tiên quân. Cách 100 bước, tôi nắm chắc có thể đánh chết. Mọi người đều hoảng sợ, như vậy người ngồi trước mặt bọn họ, là một cao thủ siêu cấp sở hữu sức chiến đấu cấp bậc tiên quân rồi. Người đàn ông trung niên cảm khái nói, không hổ là tu hành cảnh giới trong truyền thuyết, quả nhiên đáng sợ. Ông ta lại hỏi ngược, Ngô Long Chủ, cậu có thể lên được thần quân. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định phải đến cửa chúc mừng. Tự tôi giới thiệu, tôi là Lý Phi từ Mặc Môn. Ngô Bình nói, thì ra là cao nhân từ Mặc Môn, hoan nghênh. Mọi người đang nói chuyện, thì lúc này hầu gái kia rót rượu cho Ngô Bình, từ sau khi được Ngô Bình ra tay cứu giúp, ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi anh. Lúc thì gắp thức ăn cho anh, lúc thì thêm rượu cho anh, thi thoảng sẽ đưa khăn ấm, chăm sóc chu đáo. Trương Thiên Hoành nhìn thấu, ông ta không nhịn được cười nói, Ngọc Yến, quay về cô thu dọn đồ đạc, đến nhà Ngô công tử làm người hầu đi. Ngọc Yến ngây người, tiện đà vui mừng, cô ta quỳ xuống đất cảm ơn ông chủ. Ngô Bình có chút bất ngờ, thần tướng, ông muốn tặng cô ta cho tôi. Trương Thiên Hoành nói, cậu có ân với cô ta, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Ha ha, cậu chớ có từ chối, nếu không cô ta lại không có nhà để về mất. Bên cạnh Ngô Bình vốn cũng chẳng thiếu hầu gái, nhưng anh nhớ đến bên cạnh mẹ trước mắt vẫn chưa có hầu gái kề cận, bèn nói cảm ơn thần tướng. Rượu uống một lúc, nhấm nháp thức ăn, chợt có người bước nhanh tiến vào, khẽ nói thầm bên tai ông ta, thần tướng, sứ giả của chủ thượng đến rồi. Thần tướng vội đứng dậy, ông ta nói với mọi người, các vị, ta xin vắng mặt một lát. Trường thần tướng rời khỏi sảnh tiệc, Ngô Bình khẽ nhíu mày, thính lực anh tốt, thấp thoáng nghe thấy nội dung câu chuyện, chủ thượng. Sau lưng Trương Thiên Hoành này còn có một chủ tử. Thấy vẻ mặt của anh, Lý Phi kia nói, Long chủ không cần kinh ngạc, Trương thần tướng cũng là bán mạng thay người. Ngô Bình lại thấy hứng thú, chủ nhân của Trương thần tướng là ai? Lý Phi nói, chuyện này cũng không phải bí mật gì, sau lưng Trương thần tướng là một thế gia tu hành của tiên giới. Ngô Bình, tiên giới sao? Mấy thế lực đỉnh cao của địa tiên giới, đều có liên hệ với tiên giới, Trương thần tướng và tiên giới có qua lại cũng không có gì lạ. Lý Phi cũng gần như vậy, chính vì có thế lực tiên giới giúp đỡ, nên những nhân tài này mới trở thành bá chủ của hạ giới. Lục Văn Thánh vội nói, không nói chuyện này nữa. Nào, tôi kính Lý tiên sinh một ly. Mọi người tiếp tục uống rượu, qua hơn một tiếng đồng hồ, Trương Thiên Hoành mới quay lại. Gương mặt ông ta có dấu tay thấy rõ. Mọi người kinh ngạc, có người vừa tát vào mặt Trương Thiên Hoành sao? Chương 973, quả vạn thọ. Tâm trạng của Trương Thiên Hoành cũng cực kỳ tệ, ông ấy không ừ hử gì uống liên tù tì ba ly rượu. Uống xong, bỗng cười hơ hớ rồi nói với Ngô Bình, Ngô Bình, cậu hiểu biết nhiều, tôi có vài món đồ muốn nhờ cậu xem giúp, đi theo tôi. Ngô Bình biết Trương Thiên Hoành không phải muốn cho anh xem thứ gì mà là muốn nói chuyện riêng vài câu với anh. Lúc này anh đi theo Trương Thiên Hoành vào phòng sách. Phòng sách của Trương Thiên Hoành rất lớn, chiếm khoảng vài trăm mét vuông, bên trong chứa đầy đồ cổ, ông ấy không mời Ngô Bình ngồi, vừa bước vào đã bảo người đóng cửa lại. Ngô Bình, thần tướng có gì cần chỉ bảo. Trương Thiên Hoành hít sâu một hơi, ông ấy sờ mặt mình lạnh nhạt nói, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đường đường là thần tướng, cũng bị người khác vả miệng. Có phải cảm thấy rất đau xót không? Ngô Bình không nói gì, vấn đề này dù anh có nói gì cũng không ổn. Trương Thiên Hoành tự chế giễu cười nói, ban đầu tôi cũng là thiên tài giới tu hành, sau khi được họ chọn thì trở thành một con cờ của họ ở hạ giới. Dù tôi có cố gắng thế nào, có địa vị ra sao, họ cũng sẽ không nghĩ tôi quan trọng thế nào, họ nghĩ tôi chẳng là cái gì cả. Ngô Bình vẫn im lặng anh biết Trương Thiên Hoành nghẹn một bụng uất ức, cần phải phát tiết. Ông ấy xoay người.
trong mắt lóe lên ánh sáng nói, Ngô Bình, tôi nghe nói cậu là luyện đan sư của Điện Trường Sinh, đúng chứ? Ngô Bình gật đầu, xem như là vậy. Trương Thiên Hoành, vậy chắc cậu từng nghe nói đến đan phi thăng nhỉ? Đan phi thăng là đan dược sau khi địa tiên cảnh giới thứ 15, được sử dụng khi đạt đến quả vị thiên tiên. Đan này là đồ cực kỳ quý hiếm, đan sư có thể luyện chế nó cực kỳ ít. Ngô Bình nhìn Trương Thiên Hoành, ông ấy cũng cố ý để lộ ra khí tức thật của mình, mạnh, rất mạnh. Thậm chí anh còn cảm thấy một khi người trước mặt này ra tay với anh chắc chắn sẽ chết. Anh không biến sắc nói, thần tướng đã là tiên quân bất tử. Trương Thiên Hoành nói, 13 năm trước tôi đã bước vào cảnh giới bất tử, đến được cảnh giới này tôi có thể nhìn rõ được con đường sau này của mình. Hiện giờ tôi còn thiếu một viên đan phi thăng thì có thể phi thăng thành thiên tiên. Ngô Bình im lặng một lúc rồi hỏi, thần tướng muốn hỏi Điện Trường Sinh, tôi có thể luyện chế đan phi thăng không à? Trương Thiên Hoành nói, cậu là người của Điện Trường Sinh thì chắc biết rõ. Tôi muốn biết Điện Trường Sinh có thể luyện chế hay không? Ngô Bình cười nói, thần tướng là tiên quân bất tử nên chắc biết một viên đan phi thăng có ý nghĩa gì. Nếu ngày nào đó Điện Trường Sinh luyện chế ra đan phi thăng, chỉ sợ ngày đó sẽ bị diệt môn, sau đó bị cướp mất đan dược. Trương Thiên Hoành nói, thế giới này có không ít người cần đan phi thăng giống tôi. Ngô Bình, tôi tạm thời vẫn không thể trả lời thần tướng vấn đề này, vì đan phi thăng cách tôi quá xa xôi, dù sao hiện giờ tôi cũng chỉ là một nhân tiên. Anh không hề nói dối, đan phi thăng cách anh 108.000 dặm, bao giờ anh trở thành chân quân hoặc tiên quân mới có tư cách nghiên cứu đan dược ở cấp bậc này. Trương Thiên Hoành, ý tôi hỏi sau này cậu có thể luyện chế đan phi thăng không? Ngô Bình im lặng vài giây rồi nói, có cơ hội nhưng tôi không thể chắc chắn. Trương Thiên Hoành bật cười, tốt lắm, sau này cậu có thể luyện chế đan phi thăng thì phải bán cho tôi một viên. Nói rồi ông ấy lấy một hộp ngọc rồi mở ra, bên trong là một quả màu vàng, quả có hình người tỏa ra hương thơm hấp dẫn lòng người. Nhìn thấy quả này, Ngô Bình run lên nói, quả vạn thọ. Trương Thiên Hoành gật đầu, đúng thế, chính là quả vạn thọ. Tôi tình cờ nghe được quả này. Nghe nói uống quả này có thể sống 10.000 năm, bây giờ tôi là tiên quân bất tử, nó không có ý nghĩa với tôi. Giờ tôi tặng lại cho cậu xem như là tiền cọc cho đan phi thăng, thế nào? Ngô Bình nhìn quả vạn thọ cười nói, thần tướng, luyện chế đan phi thăng có thể là chuyện rất lâu về sau, tôi không dám nhận tiền cọc này nhưng tôi có thể đảm bảo nếu ngày nào đó tôi có thể luyện chế đan phi thăng, nhất định sẽ bán cho thần tướng một viên. Trương Thiên Hoành bật cười, được, tôi tin cậu. Tôi cũng không xem quả vạn thọ này là tiền cọc, cứ tặng cho cậu thôi. Ngô Bình vội xua tay, thần tướng, món quà này quá đắt tôi không dám nhận. Trương Thiên Hoành để cái hộp vào lòng anh, cười nói, tôi cho cậu thì cậu chỉ việc nhận thôi. Ngô Bình thấy ông ấy cũng thật lòng muốn tặng chỉ đành nhận lấy rồi nói, cảm ơn thần tướng. Trương Thiên Hoành nói, tôi thích cậu đấy, thành tựu sau này của cậu chắc chắn sẽ hơn tôi. Ngô Bình, thần tướng quá khen rồi. Trương Thiên Hoành cười nói, cậu không cần khiêm tốn, người hôm đó dọa thánh nhân chạy là chỗ chống lưng của cậu à. Dĩ nhiên Trương Thiên Hoành biết rõ chuyện này, lúc này chỉ mượn cớ hỏi anh. Ngô Bình cười nói, thần tướng, bản lĩnh của tôi là do có người truyền thụ lại. Trương Thiên Hoành gật đầu, đây cũng là suy đoán của ông ấy, cười nói, lệnh sự chắc là một vị anh tài, tu vi của ông ấy ít nhất cũng là bán bộ thiên tiên nhỉ. Ngô Bình cười nói, thật ra tôi cũng không rõ tu vi của gia sư lắm, nhưng sư phụ tôi nói ông ấy từng giết thiên tiên ở thượng giới. Tim Trương Thiên Hoành đập nhanh, sau đó chậm rãi gật đầu, xem ra lệnh sư có lai lịch không nhỏ. Ngô Bình, nhưng sư gia không cho tôi tiết lộ thân phận của ông ấy nên tôi không thể nói trước mặt người khác. Nhưng có một lần tình cờ nghe được sư phụ nói chuyện với người ta, có nói đến một từ, Vĩnh Hằng. Tim Trương Thiên Hoành đập điên cuồng, tiên vực Vĩnh Hằng. Ngô Bình, không nghe rõ lắm. Trương Thiên Hoành thêm phần kính sợ nhìn Ngô Bình, gia tộc mà mình dựa vào quả thật chỉ là tép diêu trước mặt thế lực như tiên vực Vĩnh Hằng. Trương Thiên Hoành bật cười nói, có lẽ lệnh sư muốn để cho cậu trải nghiệm rèn luyện nhiều hơn ở hạ giới. Hai người nói chuyện thêm vài câu thì quay lại phòng khách. Trương Thiên Hoành lại mời thêm mấy ly rượu nữa rồi đi trước. Ngô Bình nhìn trời không còn sớm nữa bèn bảo Ngọc Yến tìm cho anh một căn phòng, anh ngồi thiền trong đó. Ngọc Yến được xem là người làm của Ngô Bình rồi, cô ta ngồi bên ngoài căn phòng yên tĩnh đợi. Là một người làm, có thể gặp được chủ trượng nghĩa như Ngô Bình là phúc đức đời này của cô ta. Cô ta biết rõ sau này đi theo Ngô Bình thì tốt hơn ở phủ thần tướng 100 lần.
Ngô Bình ngồi thiền trong phòng một lúc lâu mới bắt đầu tu luyện truyền thừa tiên phủ thiên võ, trên người anh có không ít truyền thừa, dù là thiên địa huyền hoàng quyết trước kia hay là Phật thổ cực lạc, âm dương giáo sau này, anh đều có nghiên cứu. Nhưng dù sao anh cũng tu theo võ thuật, truyền thừa tiên phủ thiên võ là thứ tốt nhất với anh. Truyền thừa tiên phủ thiên võ mà anh có được khá có hệ thống, đệ tử của tiên phủ thiên võ được chia làm 3 loại là bất nhập phẩm, nhập phẩm, siêu phẩm, chỉ có tu luyện đến cấp bậc nhất định, thực lực có được mới có thể nhập phẩm. Đệ tử nhập phẩm thấp nhất là cửu phẩm, cao nhất là nhất phẩm, mỗi phẩm được chia từ 1 đến 10, hợp lại gọi là phẩm cấp. Truyền thừa mà Ngô Bình có thể giúp anh tu luyện đến cấp 10 của tứ phẩm, mà bước đầu tiên của tu luyện là thoát khỏi bất nhập phẩm, bước vào có phẩm, quá trình này gọi là thượng phẩm. Muốn thượng phẩm thì phải tu luyện một môn công pháp, một kỹ thuật võ, chỉ có đạt được yêu cầu nhất định thì mới có thể tiếp tục nội dung tu luyện nhập phẩm. Chương 974, Cuồng Man Công và Lưu Tinh Quyền. Công pháp mà Ngô Bình có thể chọn bây giờ là 207 loại, võ kỹ là 415 loại, anh suy nghĩ một chút rồi chọn công pháo và võ kỹ khó nhất là Cuồng Man Công và Lưu Tinh Quyền. Vì là công pháp nhập môn nên Ngô Bình tu luyện một cách rất đơn giản, chưa tới một tiếng sau, trong người anh đã xuất hiện thêm hai loại sức mạnh là cuồng lực và man lực. Cuồng lực có thể giúp anh tăng sức mạnh lên nhiều lần, còn man lực có thể khiến sức mạnh của anh trở nên bá đạo hơn. Tuy công pháp này không quá cao minh, nhưng các công pháp bình thường khác cũng khó mà bì kịp. Dù ở Côn Luân hay nơi nào khác thì các cao thủ cũng thi nhanh tranh giành chúng. Ngô Bình luyện xong man lực và cuồng lực thì tu luyện Lưu Tinh Quyền. Tên sao thì nghĩa vậy, Lưu Tinh Quyền có nghĩa là quyền như sao trời, vừa nhanh vừa mạnh. Ngô Bình mất thêm hơn một tiếng là học xong Lưu Tinh Quyền, sau đó anh kết hợp hai loại với nhau để cùng luyện tập. Phải biết rằng tu luyện tiếp theo của anh sẽ dùng Cuồng Man Quyền và Lưu Tinh Quyền làm gốc để tiếp tục đột phá. Cuối cùng thì trời cũng tối, Ngô Bình dừng tu luyện, sau đó trở lại bữa tiệc với mọi người. Không lâu sau, Trương Thiên Hoành cũng đến, ông ấy cười nói, thưa các vị, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Nói rồi, ông ấy dậm chân một cái, mặt đất lập tức nổi sương mù. Sau đó, mọi người chỉ thấy toàn thân rung lên. Loáng cái, sương mù đã tan, mọi người phát hiện mình vẫn đứng trong phòng tiệc, nhưng khi nhìn ra ngoài thì lại thấy là vùng rừng núi hoang dã. Thì ra Trương Thiên Hoành đã dùng thuật di chuyển để đưa tất cả bọn họ đến Hà Đông chỉ trong vài phút. Mọi người bước ra bên ngoài thì thấy phòng tiệc đang nằm giữa sườn núi, ngọn núi ở phía đối diện chính là nơi họ cần khai phá, ở đó có phong ấn một đại vu. Hiện giờ đang có bóng người ở đó, rõ ràng không chỉ có một người. Phù Vân Tiên Sinh nói, thần tướng, quả nhiên đã có người nhanh chân tới trước. Trương Thiên Hoành ngồi trên chiếc ghế ở cửa, sau đó cười lạnh nói, không sao, chúng ta ở đây xem náo nhiệt thôi. Khoảng chục phút sau, đột nhiên có một con rồng lửa bay lên từ một vị trí nào đó trên ngọn núi ấy. Con rồng lửa này có màu đỏ tím, nó lượn một vòng rồi đốt cháy mấy chục người, làm họ gào thét rồi nhảy dựng lên dập lửa. Song không hề có tác dụng, ngọn lửa này rất kỳ lạ, một khi đã dính vào ai thì không thể dập tắt được. Không lâu sau, đám người kia đã bị đốt cháy thành than, không một ai thoát được. Phục Long Tiên Sinh thở dài nói, kẻ không biết không có tội. Đám người đó vừa chết thì lại có một nhóm khác chợt nhảy lên ở một chỗ khác, họ bị sương mù màu đen bao vây. Nhưng họ chỉ chạy được một lúc thì cũng ngã xuống, chắc đã chết vì trúng độc. Phù Vân Tiên Sinh nói, mọi người, lát nữa chúng ta phải thật cẩn thận khi chọn vị trí, không thì nguy đấy. Phục Long Tiên Sinh, Tiên Sinh, thế thì ông Phù chọn chỗ đi, kiếm vị trí nào an toàn vào. Phù Vân Tiên Sinh không từ chối, được. Ngô Bình vừa nhìn đã thấy chán, đang chuẩn bị luyện quyền thì chợt nhìn thấy có một nhóm người đang lên núi, đi đầu là Lý Long Thần. Thì ra gần đây là địa bàn của Lý Long Thần, đột nhiên có nhiều người tu hành đến nên ông ấy phải tới kiểm tra xem sao. Nhóm Lý Long Thần vừa lên núi thì đã chạm mặt ngay một nhóm người xuống núi, những người này vừa tổn thất mất một nửa thành viên nên tâm trạng rất nóng nảy. Trông thấy nhóm Lý Long Thần có vẻ yếu, một người đàn ông trung niên chợt lạnh giọng nói, đám tép diêu như mấy người lên đây mà tự sát à. Thế thì chết hết đi. Nói rồi, ông ta vung tay lên, một luồng gió lạnh thổi qua, bốn tùy tùng đứng cạnh Lý Long Thần hét lên đau đớn, sau đó toàn thân cứng đờ rồi nằm im dưới đất. Lý Long Thần kinh ngạc. Sau đó cũng lạnh người, vì ông ấy biết thực lực của những người này cao hơn mình. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, rồi lại vung tay lên định đánh chết Lý Long Thần. Đúng lúc này, có một cơn gió lớn xuất hiện, khiến quần áo của mọi người tung bay, đầu tóc rối bời.
Vù. Một bóng người đáp xuống giữa Lý Long Thần và nhóm người kia, đó chính là Ngô Bình. Lý Long Thần mừng rỡ khi nhìn thấy Ngô Bình, sư thúc. Ngô Bình gật đầu, sau đó nhìn bốn thi thể nằm dưới đất thì thấy họ đã tắt thở, tim ngừng đập, lục phủ ngũ tạng vỡ tan, thần tiên có đến cũng không cứu được. Anh thở giàu nói, âm phong trưởng thâm độc quá. Người đàn ông thấy Ngô Bình đáp từ trên cao xuống thì cũng giật mình hỏi, cậu là ai? Ngô Bình đáp, vô cớ giết người, ông đáng chết. Người đàn ông cười lạnh, này cậu bạn, đừng tưởng mình có chút thực lực thì có thể ngông nghênh trong giang hồ, tôi là... Quỳnh. Không chờ ông ta nói hết câu, Ngô Bình đã đá một cú vào ngực ông ta. Người đàn ông đứng yên tại chỗ, nhưng vẻ mặt đã khác, vì đã chuyển sang màu tím tái của người chết. Cú đá của anh đã khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta nát bét, thậm chí tất cả xương cốt trong người cũng vỡ tan. Sau đó, người ông ta mềm như bún rồi ngã xuống, tất cả các lỗ trên người chảy máu và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình lạnh giọng nói, ông dùng âm phong trưởng giết người, tôi sẽ dùng sức mạnh gấp 10 lần như thế để trả lại ông. Nhóm người của người đàn ông kia hoảng sợ rồi lùi lại, người đàn ông đó chính là một trong những người mạnh nhất của họ. Đến ông ta còn bị Ngô Bình hạ trong một chiêu thì họ chắc chắn không phải đối thủ của anh. Ngô Bình, các người đã giết người thì phải bồi thường, mỗi mạng người 200 tiền bùa, không thì đừng hòng đi đâu hết. Trong nhóm này có hai tu sĩ địa tiên, họ trầm mặc một lát rồi lấy tiền ra bỏ xuống đất. Ngô Bình lừ mắt rồi quát, biến hết đi. Sau đó, nhóm kia đều chạy mất dạng ngay. Họ đi rồi, Ngô Bình mới nhặt tiền bùa lên và nói, đưa cho gia đình của mỗi người này 1 tỷ. Lý Long Thần, đệ tử nhớ rồi ạ. Ngô Bình, Long Thần, người đến đây không phải chân nhân thì chân quân, ông mau dẫn người đi đi. Lý Long Thần cười trừ, trước giờ đệ tử cứ nghĩ tu vi của mình cũng khá, ai dè những người đến đây đều mạnh quá. Ông ấy nói tiếp, sư thúc, tu vi của người bây giờ quá cao. Hay người về phủ Tử Long chơi đi, không xa đây đâu ạ. Ngô Bình ngẫm nghĩ thấy cũng được nên nói, để tôi nói với mọi người một tiếng đã. Anh chào nhóm Trương Thiên Hoành, dặn họ phát tín hiệu cho mình trước khi hành động, sau đó anh sẽ xuất hiện ngay. Tiếp đó, anh và Lý Long Thần xuống núi, lên xe rồi về phủ Tử Long. Đây là viên lâm do Lý Long Thần tự xây dựng, quy mô lớn nhất ở Hà Đông. Xe vừa đến nơi thì Ngô Bình đã nhìn thấy có đèn đuốc sáng choang tại một căn nhà, có hai khí tức phi phàm tỏa ra từ đó. Anh hỏi, Long Thần, ai ở đấy thế? Lý Long Thần cười nói, sư thúc. Đệ tử chưa kịp kể với người. Mấy hôm trước, có hai người kỳ lạ đến đây, đệ tử thấy họ là khách quý nên cho sống ở đó. Chương 975, Vân Tịch gặp nạn. Ngô Bình nói, hai người này có khí tức rất mạnh, chắc chắn không phải người tầm thường, dẫn tôi đến gặp họ. Chiếc xe dừng trước căn nhà đó, bọn họ đi xuống, Lý Long Thần tiến lên gõ cửa. Ngay sau đó, cửa mở ra, một tiểu đồng nói, ông Lý, mời vào. Lý Long Thần và Ngô Bình bước vào, sau đó Ngô Bình nhìn thấy một ông già tóc râu tóc màu muối tiêu cùng một cô gái đẹp tuyệt trần. Hai người này đang ngồi trong nhà, một người cầm hồ lô rượu như đang cụng rượu. Ông già mặc bộ đồ màu lam ngọc, cao chưa đến 1m3, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt sáng ngời. Cô gái mặc đồ màu tím có dáng người nở nang, da trắng như tuyết, phóng thái quyến rũ. Mặt cô ấy ửng đỏ, đầu lưỡi hơi phồng, da, tửu lượng của ông kém quá. Nếu ông giỏi thì uống hết bình rượu này đi. Ông già lau miệng rồi nói, mị nương, tửu lượng của cô sao bằng tôi được. Họ nói chuyện với nhau hệt như Lý Long Thần và Ngô Bình là không khí, nhưng Ngô Bình không mấy quan tâm. Lý Long Thần chắp tay nói, tôi làm phiền hai vị rồi. Ông già liếc nhìn Lý Long Thần rồi nói, nếu biết là làm phiền thì sao không ra ngoài đi. Ngô Bình quan sát hai người này thì thấy ông già có khí tức như biển. Nguyên anh tinh thuần, ít cũng là cao thủ lôi kiếp. Còn tu vi của cô gái thì thấp hơn một chút, ít cũng là anh biến. Thấy họ đều đã là chân quân, Ngô Bình nói, hai vị chân quân đến chơi, chúng tôi rất chào mừng. Nhưng hai vị là khách thì không nên có thái độ như vậy. Ông già cười lớn nói, thái độ gì? Cậu dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy, chứng tỏ cũng dũng cảm. Ông già vung tay lên, không gian lập tức biến đổi. Một giọt nước to như nắm đấm bay về phía Ngô Bình. Giọt nước này đang bị nén chặt, nếu nổ ra thì sẽ có uy lực và năng lượng không thua gì thuốc nổ. Ngô Bình giơ tay lên, sau đó đẩy một cái vào không gian, một tiếng động lớn vang lên, một luồng khí lưu xuất hiện, chặn mọi đòn tấn công cho anh. Ông già ngạc nhiên nói, thực lực của cậu mạnh hơn tôi tưởng,
ngồi xuống cùng uống rượu đi. Ông già tháo một quả hô lô đưa cho Ngô Bình, anh mở ra ngửi thì thấy là rượu quý. Ông già nói, đây là thiên tiên túy, độc nhất thiên hạ đấy. Ngô Bình ngửi rượu xong thì không nhịn được mà uống luôn một ngụm, ngay sau đó anh đã cảm thấy có một luồng sức mạnh thần kỳ chảy vào người mình, nó quá mạnh nên khiến anh hơi khó chịu. Ngô Bình uống liền mấy ngụm lớn, hệt như bò ăn cỏ. Thấy thế, hai ông cháu nhà kia trố mắt ra nhìn. Cô gái nói, khá, đến tiên quân cũng không dám uống nhiều như anh đâu. Ngô Bình, rượu ngon, tiếc là không có đồ nhắm. Sau đó, anh ngoảnh lại nói với Lý Long Thần, bảo người chuẩn bị ít đồ nhắm đi. Lý Long Thần lập tức đi ngay, còn Ngô Bình bắt đầu thấy váng vất, anh lắc đầu rồi nói, tôi từng gặp hai người rồi. Ông già và cô gái ngơ ngác nhìn nhau, cô gái che miệng cười, anh gặp chúng tôi lúc nào? Mặt Ngô Bình cũng đã ửng đỏ, anh nói, hôm đó, tôi và Vân Tịch đang đối phó với một tên ở địa tiên giới, hai người đã trốn trên cây. Ông già giật mình, khi ấy tu vi của Ngô Bình kém xa bây giờ, sao anh phát hiện ra họ được? Cô gái kinh ngạc rồi hỏi dò, anh biết chúng tôi là ai không? Ngô Bình, chắc hai người không phải kẻ thù của Vân Tịch, nhưng chắc hẳn là người bên cạnh cô ấy. Tôi quan sát khí tượng của hai người thì đoán là người giúp đỡ Vân Tịch, đúng không? Cô gái thở dài nói, đúng, chúng tôi là người hầu của Vân Tôn. Dứt lời, họ đứng dậy rồi hành lễ với Ngô Bình, lão và Mỹ Nương tham kiến tiên sinh. Ngô Bình, Vân Tịch không ở đây à? Lão lắc đầu nói, Vân Tôn đang gặp chút phiền phức. Ngô Bình trầm mặc rồi lấy tiền phép ra gieo quẻ, ngay sau đó đã có bốn cột sáng hiện lên, anh nhìn rồi cau mày nói, Vân Tịch đang gặp chuyện đúng không? Mỹ Nương thở dài nói, Vân Tôn không cho chúng tôi nhờ anh giúp, nhưng bây giờ chúng tôi không nghĩ ra có hề cứu được Vân Tôn nữa. Ngô Bình, kể tiếp đi. Mỹ Nương, Vân Tôn là con cháu của vương tộc, bây giờ vân tộc đang gặp khó khăn rất lớn. Lão tổ gặp vấn đề trong lúc tu hành nên nguy hiểm đến tính mạng. Để bảo vệ Vân Thị, người lớn trong gia tộc đã quyết định gả Vân Tôn cho Tiêu Thị. Tiêu Thị là thị tộc quý tộc đã tồn tại ba đời rồi, họ có thế lực rất mạnh, nếu Vân Thị liên kết với họ thì dù lão tổ có mất thì cũng không ai dám ra tay với Vân Thị. Ngô Bình, Vân Tịch không đồng ý đúng không? Mỹ Nương gật đầu, đương nhiên Vân Tôn không đồng ý, nhưng người lớn trong nhà đã âm thầm bắt tay với nhau nhốt người ở Đài Phi Hoàng. Còn ba này nữa thôi là Tiêu Biệt Ly của Tiêu Thị đến đón dâu rồi. Lão nói, cậu Ngô, chúng tôi luôn để mắt đến cậu, biết cậu đã là đệ tử tinh anh của Thục Sơn, tu vi ở cảnh giới võ quân, phía sau hình như còn có một cao thủ hỗ trợ nên mới đến xin cậu cứu Vân Tôn, đừng để người bị gả vào Tiêu Thị. Ngô Bình, tại sao Vân Tịch không cho các người tìm tôi? Mỹ Nương, Vân Tôn biết Tiêu Thị rất mạnh, lão tổ nhà họ đã ở cảnh giới thiên tiên bán bộ rồi, nếu anh đắc tội với họ thì sẽ gặp bất lợi. Lão, nhưng chúng tôi vẫn đi tìm cậu, vì thật sự không còn cách nào khác nữa. Ngô Bình trầm mặc, đúng là anh khá thân với Ngô Bình, họ còn là người yêu trên danh nghĩa. Lúc này, nếu anh đắc tội với gia tộc kia vì cô ta thì cũng khá đau đầu. Anh nói, hai người yên tâm, có tôi đây rồi, không ai được bắt nạt Vân Tịch hết. Lão mừng rỡ rồi quỳ xuống, cảm ơn tiên sinh. Sau đó, Lý Long Thần đã mang đồ nhắm đến, thấy ông già đang quỳ trước mặt Ngô Bình. Ông ấy run lên, sư thúc siêu thật, đến người cao thâm thế này cũng phải nể sợ anh. Ngô Bình đỡ ông già dậy, tên ông là Lão à? Ông già, bạn bè trong giang hồ hay gọi tôi là Gia, nhưng cậu cứ gọi tôi là Lão thôi. Cô gái, tôi là Mỹ Nương, tôi với Lão được Vân Tôn cứu. Nếu anh muốn cứu được Vân Tôn thì phải vượt qua tiên thiên quẻ sát trận của Vân Thị, vì Đài Phi Hoàng nằm chính giữa sát trận. Ngô Bình, một đến hai hôm nữa, tôi sẽ đi cứu cô ấy. Sau đó, anh hỏi, Tiêu Thị và Vân Thị đều ở Côn Luân à? Mỹ Nương, vâng, hai nhà đều nằm ở vị trí đắc địa trong Côn Luân, là Thái Thanh Tiên Cảnh. Ngô Bình, Thái Thanh Tiên Cảnh có lớn hơn địa tiên giới không? Mỹ Nương, địa tiên giới chỉ là một phần nhỏ thôi, diện tích kém xa Thái Thanh Tiên Cảnh. Nhưng địa tiên giới khá cởi mở, qua lại thân cận với thế giới bên ngoài. So ra thì Thái Thanh Tiên Cảnh khá biệt lập, không qua lại với thế giới bên ngoài. Nếu có thì cũng thông qua địa tiên giới thôi. Chương 976, bên ngoài đại trận. Ngô Bình, tại sao Thái Thanh Tiên Cảnh không tiếp xúc với thế giới bên ngoài? Mỹ Nương, tôi nghe nói những nơi như Thái Thanh Tiên Cảnh vẫn giữ được môi trường của thời thượng cổ, nếu họ giao thiệp với thế giới bên ngoài sẽ có khả năng ảnh hưởng đến môi trường bên trong. Lão,
vì thế có rất nhiều động tiên ở Côn Luân đều liên kết với bên ngoài thông qua địa tiên giới. Ngô Bình, nói vậy thì thật ra địa tiên giới là đầu mối then chốt và nơi trung chuyển cho những nơi đó với thể giới bên ngoài à? Lão, có thể hiểu như vậy, thật ra các thế lực lớn đều có chi nhánh ở địa tiên giới. Ngô Bình, vậy là kiếm phái Thục Sơn của tôi thật ra cũng không mạnh bằng Côn Luân. Mỹ Nương, anh Ngô, phía sau kiếm phái Thục Sơn cũng có các thế lực khác hỗ trợ, mối quan hệ giữa họ rất phức tạp. Bấy giờ Ngô Bình mới biết Côn Luân lằng nhằng hơn anh tưởng rất nhiều, chứ không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Anh uống thêm một ngụm rượu nữa rồi nói, rượu ngon. Qua trò chuyện, Ngô Bình mới biết hai người này cố ý đến đây chờ mình, nhưng anh rất tò mò không biết sao họ đoán được anh sẽ đến đây. Lão nói trước đó Vivi đã gieo một quẻ và nói anh sẽ đến Phủ Tử Long, chuyến này đi sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ngô Bình giật mình, lẽ nào Vivi nhắc đến Đại Vu? Mỹ Nương hỏi, anh Ngô, những người ở ngoài kia hình như đều có lai lịch, không biết mục đích của họ là gì. Lẽ nào chuyện này cũng liên quan đến quẻ bói? Ngô Bình, trên núi ấy đang trấn áp một Đại Vu. Mỹ Nương và lão hít vào một hơi lạnh, ra là Đại Vu. Mỹ Nương hỏi, anh nghĩ Đại Vu ấy còn sống không? Ngô Bình, có. Lão cười lạnh nói, họ chán sống rồi hay sao? Một khi Đại Vu được thả ra thì họ sẽ chết hết. Tôi nghe nói Vu chuyên săn tu tiên giả đấy. Ngô Bình, nói vậy cũng không đúng hoàn toàn, có thể nói Vu sẽ hấp thu thần thông và pháp thuật của tu tiên giả, vì thế thủ đoạn của nó ở một vài phương diện không kém gì tiên gia đâu. Mỹ Nương, thế là Vu còn lợi hại hơn tiên ư? Ngô Bình, mỗi người đều có một con đường tu luyện khác nhau nên điểm cuối thế nào cũng khó nói. Lão, lần hành động này, cậu cũng tham gia ư? Ngô Bình, tôi đang chờ tin của họ. Trước đó, chắc hẳn đã có nhiều người bỏ mạng rồi. Lão, nhất định cậu phải cẩn thận. Bọn họ ngồi uống rượu và trò chuyện đến 3 giờ sáng lúc nào không hay, đột nhiên phía xa vang lên tiếng huýt sáo dài vang vọng cửu thiên, đó chính là tín hiệu của nhóm Trương Thiên Hoành phát cho Ngô Bình. Anh lập tức đứng dậy rồi nói, hai người chờ ở đây nhé, tôi đi rồi về ngay. Vài phút sau, anh đã xuất hiện ở phòng tiệc, nhóm Trương Thiên Hoành đã chuẩn bị khởi hành. Thấy anh quay lại, Trương Thiên Hoành nói, nhiều người chết lắm rồi, bắt đầu hành động thôi. Ông ấy hạ lệnh, mọi người nhanh chóng chia nhau hành sự, ai vào việc nấy. Thật ra Ngô Bình có thể đoán được lối vào chính xác, nhưng chuyện này do Phục Long Tiên Sinh và Phù Vân Tiên Sinh phụ trách nên anh không tiện nói ra. May là họ cũng giỏi nên chỉ mất hơn nửa tiếng đã xác định được một lối vào. Sau đó, có hai người tiến lên khoan đá, tạo thành một hang động sâu hơn 7 mét. Khi họ đào tới cuối thì thấy nham thạch màu đỏ, trong nham thạch chứa sức mạnh nào đó, kim loại vừa tiếp xúc với nó đã tóe lửa ngay. Thần tướng, không khoan được nữa rồi, phía sau có cấm chế rồi, một người nói. Trương Thiên Hoành nói, ông Trì, đến lượt ông rồi đấy. Một người đàn ông bước ra. Ông ấy bước đi rất chậm đến gần nham thạch, sau đó lấy một quả hồ lô ra rồi đổ một thứ nước màu xanh xuống. Nước chảy xuống một cái là nham thạch biến thành màu xanh, sau đó những người khác lại đào dễ dàng ngay. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đó là thanh linh chân thủy, là dược liệu bổ trợ tốt nhất để luyện đan. Nhưng rõ ràng là người đàn ông kia không biết giá trị của nó, vì nếu biết thì ông ấy sẽ không lãng phí như vậy. Hai người kia vẫn đang đào, Ngô Bình lân la đến làm quen, ông Trì, lúc uống rượu. Sao không thấy ông kể về mối bảo bối này? Ông Trì tên thật là Trì Ngọc Phong, tu vi không cao nên rất khâm phục Ngô Bình. Trước đó, ông ấy đã nhiều lần đến chúc rượu anh, của lão gia nhà tôi đấy, cái nước này hay lắm, có thể dập được mọi loại lửa. Ngô Bình, ông Trì, cho tôi một nửa được không? Nghe thấy thế, ông Trì có vẻ khó xử, tả thần tướng, nước này quý lắm, cậu muốn lấy một nửa thì nhiều quá. Ngô Bình cười nói, ông Trì, ông ở cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất bao lâu rồi? Lẽ nào không muốn đột phá à? Ông ấy thở dài nói, đột phá khó lắm, tôi thử nhiều lần rồi còn suýt bị tẩu hỏa nhập ma, mà cũng thành công đâu. Ngô Bình, đúng, tư chất và căn bản của ông đều ổn, nhưng còn thiếu thuần dương đan. Có nó rồi thì ông sẽ đột phá ngay thôi. Trì Ngọc Phong chấn động, tả thần tướng có thần dương đan ư. Ngô Bình lấy một viên thuần dương đan ra. Anh lấy hai viên này trong lúc giúp Văn Thánh luyện đan, chúng đều là đan dược nhị phẩm. Tuy là nhị phẩm nhưng cũng khó mà mua được ở địa tiên giới, muốn có thì phải tranh đấu trong buổi đấu giá. Trì Ngọc Phong nhìn viên đan dược tròn trịa ấy rồi hít hà hương thơm, sau đó chảy nước miếng nói, tả thần tướng, tôi không có nhiều tiền nên chắc không mua được.
Ngô Bình bỏ viên đan dược vào tay ông ấy rồi nói, chúng ta là bạn, nói chuyện tiền nong làm gì? Trì Ngọc Phong mừng rỡ nói, cảm ơn tả thần tướng. Ngô Bình xua tay, hai, đừng gọi tôi thế nữa, nếu ông không khinh thì cứ gọi tôi là chú em Ngô thôi được không? Trì Ngọc Phong, chú em. Ngô Bình cười lớn, em là người của Điện Trường Sinh ở kiếm phái Thục Sơn, sau này nếu cần đan dược gì thì cứ đến tìm em, nhất định em sẽ nghĩ cách kiếm cho anh. Trì Ngọc Phong cười tươi, cảm ơn chú nhiều, à anh sẽ cho chú hết nước thần trong nhà anh. Thật ra nó cũng không có tác dụng nhiều với anh, chỉ để dập lửa thôi. Ngô Bình mừng thầm nói, thế em cảm ơn nhé. Hai người đều đạt được mục đích của mình nên rất vui, sau đó cười hi ha cả buổi. Trì Ngọc Phong đã đưa quả hồ lô cho Ngô Bình. Ở phía khác, hai người kia vẫn đang đào tiếp, cuối cùng cũng thấy ngọc thạch màu đen, nó rất cứng, bao nhiêu vũ khí cũng không làm gì được. Thấy thế, Trương Thiên Hoành gọi một người tới, người đó quan sát mặt đá một lát rồi lấy sơn thoa lên trên, chờ sơn khô thì lấy búa đập. Ngay sau đó, đã có một tảng đá lớn rơi xuống, hình như chỉ cần bôi cái sơn ấy lên thì đá nào cũng phải đầu hàng hết. Ngô Bình nhìn thì thấy Trương Thiên Hoành toàn mời các cao thủ đến. Anh đã biết muốn tiếp xúc với trận pháp bên trong thì đầu tiên phải phá được 5 tầng phòng ngự bên ngoài, 2 tầng đầu là hỏa ngọc, kim cương, tiếp theo sẽ đến một thứ khá nguy hiểm là độc mộc. Chương 977, đoạt mệnh phi phù. Đợi khi sắp đào được gỗ độc, Ngô Bình nói, thứ này để tôi xử lý. Người kia nghe vậy liền lùi sang một bên, mỗi người giỏi một việc nên không ai giành việc của ai. Ai giỏi việc gì thì làm việc đó. Ngô Bình đập nát khối đá sau cùng, bên trong lộ ra một thứ gỗ màu xanh xám. Ngô Bình uống một ngụm nước rồi phun lên gỗ, sau đó lại rắc thêm một thứ bột gì đó lên bên trên. Lúc anh luyện thuốc có được nhiều thành phẩm phụ, loại bột này chính là một trong số đó. Nó có tác dụng cô lập các loại vật liệu có độc, sau đó hình thành một chất như keo trên bề mặt vật chất có độc đó. Mặc dù thứ này không đáng tiền nhưng vào lúc quan trọng lại rất hữu dụng. Sau khi cả khối gỗ bị lớp keo bao phủ, Ngô Bình mới dùng kiếm Hắc Long cắt đôi nó ra, tạo thành một lối vào cao 2 mét và rộng khoảng 1 mét. Sau đó anh lấy khối gỗ ra, vứt vào trong không gian chứa đồ. Tiếp đó, anh lại dùng thứ bột kia rắc lên bề mặt vừa cắt để tạo thành lớp keo ngăn cách. Gỗ độc này dày khoảng 20 cm, sau khi tạo một lớp keo trên bề mặt cắt, chất độc của nó không thể phát huy ra bên ngoài. Đằng sau lớp gỗ là một khoảng không màu đen. Mọi người nhìn thấy đều không biết đó là cái gì. Trương Thiên Hoành hỏi một lượt, không ai trả lời được nên đành nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình, cái này phải phá giải thế nào? Ngô Bình đáp, đây là lớp phòng hộ thứ tư, gọi là vô gian. Đây là một không gian gấp kỳ dị, ban nãy nếu có người xông vào thì sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra được. Trương Thiên Hoành cau mày hỏi, có cách nào hóa giải không? Ngô Bình gật đầu, để tôi thử xem. Ngô Bình vẽ hai lá bùa, sau đó dán lên bên trái và bên phải mỗi bên một cái. Bùa này vừa tiếp xúc với vô gian là lập tức bay lên lơ lửng giữa không trung. Sau đó khoảng không đen ngòm kia biến mất, để lộ ra tầng 5 ở đằng sau. Đó là một lớp màng tinh thể mỏng nhưng cực kỳ dẻo dai, bền chắc. Trương Thiên Hoành ấn thử lên bề mặt này, sau đó dồn toàn lực đánh vào tấm màng nhưng toàn bộ động năng tạo ra từ cú đánh đều bị nó hấp thụ hết. Có người lấy kiếm ra định cắt tấm màng nhưng cũng không được. Mọi người làm đủ mọi cách, tổng cộng hơn chục phương pháp mà tấm màng này vẫn không hề xi nhê gì. Trương Thiên Hoành lại nhìn sang Ngô Bình, cậu còn chưa thử. Ngô Bình đang đứng bên cạnh cắn hạt dưa, anh phủi phủi tay, đáp ban nãy tôi đang bận nghĩ đối sách, giờ thì có cách rồi đây. Anh bước tới phía trước tấm màng, thò một ngón tay ra vạch một đường. Tấm màng bị xô sang một bên, để lộ ra một lỗ. Sau đó, Ngô Bình ung dung đi qua cái màng đó. Hóa ra, ban nãy anh phát hiện tấm màng này chỉ cần từ tốn nhẹ nhàng, không mang sát khí là có thể đi qua. Tấm màng này vốn được dùng để đề phòng kẻ mạnh, còn đối với nước chảy, không khí, nó đều không ngăn cản. Những người kia bừng tỉnh, vội vã làm theo cách của Ngô Bình, dễ dàng vượt qua tấm màng. Sau tấm màng là một hang đá, hang cao mười mấy mét. Bọn họ đang định đi vào thì trong không trung xuất hiện vô số đốm sáng. Những đốm sáng đó bay trong không khí rồi lao về phía đoàn người. Có một người bị đốm sáng rơi lên người trước tiên. Một giây sau, toàn thân anh ta phát sáng. Sau đó từ tai, mắt, miệng của người đó không ngừng phun ra tia sáng. Chưa tới 10 giây, toàn bộ sinh khí trên người đó đều hóa thành ánh sáng rồi bị phun ra ngoài.
mà ở vị trí anh ta phun ra ánh sáng, lại có vô số đốm sáng sáp lại hút lấy hút để ánh sáng từ sinh khí này. Nhìn thấy cảnh này, đám đông kinh ngạc, vội vã lùi về sau. Trương Thiên Hoành hừ lạnh một tiếng rồi phất tay một cái, một tấm lưới có mắt rất nhỏ bay ra. Chỉ một lát sau, tấm lưới đã tóm được mấy nghìn đốm sáng. Ngô Bình nhìn rõ những đốm sáng này thực ra là những con trùng siêu nhỏ chỉ bằng cỡ hạt vừng. Nhưng sức sống của bọn chúng rất mãnh liệt, tấm lưới kia dù lợi hại nhưng không giết được bọn chúng. Trương Thiên Hoành tiếp tục điều khiển tấm lưới, sau đó hỏi Ngô Bình, cậu có cách xử lý cái thứ quỷ quái này không? Lúc này Ngô Bình nghĩ tới một loại dị trùng, tên nó là đoạt mệnh phi phù. Loại trùng này rất nhỏ, nó có thể kích thích sinh lực của vật chủ tỏa ra bên ngoài dưới dạng ánh sáng. Sau đó, những con trùng này sẽ hút lấy ánh sáng đó. Sau khi hút ánh sáng này, đoạt mệnh phi phù lập tức có thể đẻ trứng tạo ra các con non. Loại trùng này vô cùng quỷ dị, cho dù là tiên quân dính phải bọn chúng cũng không cách nào chạy thoát. Có điều, loại trùng này mặc dù là mối nguy chí mạng đối với người tu luyện nhưng đối với người luyện thuốc thì lại là bảo vật vô giá. Bởi vì khi sử dụng loại trùng này có thể luyện ra ánh sáng sinh mệnh. Ánh sáng sinh mệnh có thể dùng để luyện ra đan dược vô cùng quý nên nó được coi là báu vật. Bởi vậy, vừa nhìn thấy những con trùng này là Ngô Bình bắt đầu tính toán làm cách nào để bắt được chúng. Anh ném ra hơn 100 cái lọ đựng thuốc. Trong mỗi lọ, anh đặt vào một viên đan sinh mệnh. Loại trùng này cực kỳ mẫn cảm với sinh khí nên vừa ngửi thấy khí tức sinh mệnh nồng đặc trong chiếc lọ, bọn chúng lập tức liều mạng lao vào trong lọ như thiêu thân. Ngô Bình dùng niệm lực và nhãn lực điều khiển những lọ thuốc một cách chính xác, còn đám trùng thì không ngừng bay vào trong. Chưa tới một phút sau, hơn 100 lọ đựng thuốc của anh đã đầy ắp loại trùng này. Ngô Bình lập tức đậy nắp lọ, sau đó cho hơn 100 cái lọ mới ra bên ngoài, tiếp tục dụ lũ trùng bay vào trong. Lũ trùng này tuy quỷ dị nhưng không thể nào phá được cái lọ của anh. Cho nên, một lọ thuốc bình thường lại có thể trở thành nhà giam cầm tù chúng. Cũng may trong người anh lúc nào cũng thủ sẵn rất nhiều lọ đựng thuốc nên cứ hết đợt này đến đợt khác, anh mang lọ ra dụ rồi đợi đến khi bọn trùng chui đầy vào trong thì đóng nắp lại. Chương 978, cậu bé bí ẩn. Khi con trùng cuối cùng bay vào lọ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phù Vân Tiên Sinh cười nói, vẫn là tả thần tướng đa mưu túc trí. Ngô Bình, đây có lẽ là bẫy mà những người tới đây khám phá từ thời trước để lại. Nếu đi tiếp, có lẽ chúng ta sẽ tìm được trận pháp. Trương Thiên Hoành, Ngô Bình, có phá được trận pháp hay không, tất cả đều nhờ vào cậu. Ngô Bình gật đầu, đoàn người tiếp tục đi vào sâu hơn. Đi hơn 100 mét nữa, ở đằng trước xuất hiện một quầng sáng màu tím. Ngô Bình mở mắt thấu thị thì phát hiện quầng sáng này là một bộ phận bên ngoài của đại trận. Người mà bước chân vào đây là lập tức bị kẹp chết. Ngô Bình, để lại đây một người, hành động theo hiệu lệnh của tôi. Trương Thiên Hoành cử ra một cao thủ địa tiên ở lại đó. Đoàn người của Ngô Bình tiếp tục đi thì gặp phải một khối sơn thạch, họ đập vỡ khối sơn thạch rồi đi qua. Chỉ một lát sau, họ lại nhìn thấy một quầng sáng màu trắng, Ngô Bình lại để lại một cao thủ địa tiên ở đây. Cứ như vậy, họ tìm thấy cả thảy 24 quầng sáng như vậy. Ở mỗi vị trí đó đều để lại một người, sau đó Ngô Bình sẽ hướng dẫn người đó cách khống chế trận pháp. Sau cùng, anh và Trương Thiên Hoành đi tới chỗ trận nhãn. Anh nói, thần tướng, muốn kiểm soát trận nhãn này, thần tướng phải đích thân ra tay. Trương Thiên Hoành gật đầu, được. Sau đó Ngô Bình chỉ cho ông ấy cách phá trận. Sau khi học được, Trương Thiên Hoành nói, có thể bắt đầu rồi. Sau đó ông ấy dùng thần niệm, liên lạc với các cao thủ địa tiên đã ở lại các vị trí trước. Sau đó, 25 người họ cùng ra tay theo cách Ngô Bình đã chỉ cho trước đó. Trong nháy mắt, trời đất như rung chuyển, quầng sáng phong ấn lối vào trước mặt họ đột nhiên biến mất. Mau vào thôi. Hai người họ vội vã bước vào, sau đó quầng sáng ban nãy lại xuất hiện chắn lối vào. Đi qua một đường hầm, sau đó đi thêm một đoạn nữa là tới một cung điện trong núi. Cung điện này có một cỗ quan tài bằng vàng lấp lánh, 24 sợi xích khổng lồ được nối với quan tài này. Sức mạnh của 24 nguyên chu thiên hàng ma đại trận thông qua sợi xích trấn áp đại vu sư trong quan tài. Trương Thiên Hoành nhìn chiếc quan tài, mắt sáng lên nói, bên trong này chắc chắn là đại vu sư. Ngô Bình nhìn vào bên trong. Trong quan tài có một người phụ nữ rất đẹp, mặc quần áo quý tộc. Người phụ nữ này vẫn còn khá trẻ, nhưng khí tức của sinh mệnh đã tắt từ lâu. Anh còn phát hiện khi còn sống, người phụ nữ này đã từng sinh con. Ngô Bình nói, thần tướng. Đại vu sư đã chết,
không còn nguy hiểm nữa. Trương Thiên Hoành gật đầu đáp, vất cả cho cậu rồi, những việc còn lại cứ để tôi. Ngô Bình không có hứng thú với cỗ quan tài này nên đáp, cắt đứt sợi xích là đại trận sẽ ngừng hoạt động. Cung điện này rất lớn, Ngô Bình đi ra phía xa xem xét. Anh cũng hiểu rằng dù trong quan tài đó có thứ gì thì cũng là của Trương Thiên Hoành, không liên quan gì đến anh. Đi tới một góc của cung điện, Ngô Bình phát hiện ở bên cạnh có một viên gạch bị lỏng. Anh liền đưa tay bới gạch đá ra, sau đó anh nhìn vào trong thì thấy một cửa động rất lớn. Trong đó có một bé trai chừng một tuổi đang bò, hơi thở rất yếu còn vẻ mặt thì vô cùng khổ sở. Ngô Bình kinh ngạc, tại sao một nơi thế này lại có trẻ con? Anh vươn tay ra, bé trai kia ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu bé trông rất đáng yêu, đôi mắt màu lam nhạt, làn da hơi bánh mật, tóc đen nhánh. Cậu bé này từ khi sinh ra đến nay mới được thấy loài người nên vô cùng vui mừng, vội vã bỏ tới. Ngô Bình ôm cậu bé trong tay, nhìn Trương Thiên Hoành vẫn đang thu thập đồ trong chiếc quan tài ở phía xa rồi nói, thần tướng, tôi ra ngoài trước nhé. Trương Thiên Hoành không có thời gian quản anh nên lập tức đáp được. Ngô Bình biết nơi này đã không cần tới anh nữa. Lúc ra, anh đi theo đường cũ. Tốc độ của anh nhanh đến nỗi không ai nhận ra anh đã rời đi, về tới Phủ Tử Long. Cậu bé này rõ ràng nặng hơn một bé trai một tuổi thông thường. Bàn tay nhỏ của nó bám chặt lấy áo anh, từ trong cuống họng bập bẹ gọi. Bố! Ngô Bình trợn tròn mắt, bụng bảo dạ chú không phải bố cháu. Về đến nhà, anh không cho bất cứ ai đi vào. Anh ôm cậu bé trong tay, sau đó lấy ra một quả đào tiên, ép ra nước đào rồi dùng muỗng nhỏ đút cho cậu bé. Hình như cậu bé lâu lắm không được ăn gì nên loáng một cái đã ăn hết trái đào. Ngô Bình phát hiện thể chất của cậu bé rất dị thường, bẩm sinh đã có tới 10 linh khiếu, 9 thần khiếu. Hơn nữa, cơ thể cậu bé ngoài linh là còn có cả thần lạc. Lẽ nào đây là con trai của thi thể nữ trong quan tài? Không thể nào, đã lâu như vậy, tại sao một đứa trẻ có thể sống sót ở đó chứ? Ngô Bình mặc dù chưa thực sự có con nhưng khi anh ôm cậu bé này thì trong lòng trào dâng cảm giác yêu thương. Anh bảo Lý Long Thần đi tìm mấy vú em tới. Lý Long Thần làm việc rất nhanh, chưa tới một tiếng, 10 vú em đã được mời tới. Những vú em này đều khỏe mạnh, nhiều sữa. Một vú em đi vào, ôm lấy cậu bé rồi cho nó ăn sữa mẹ. Nhìn thấy sữa mẹ, mắt cậu bé sáng lên, hai tay ôm lấy bầu sữa, ra sức bú. Vú em kia kinh ngạc thốt lên, cậu bé này khỏe thật đấy. Ngô Bình đưa một viên đan sinh mệnh cho vú em rồi nói, cô uống nó đi. Lý Long Thần trả công rất cao. Cho bú một lần được 10.000 tệ nên vú em này không do dự mà nuốt viên đan. Sau khi uống xong, sữa của vú em này có thêm lực sinh mệnh khiến cậu bé càng bú mạnh hơn nữa. Nửa tiếng sau, vú em đầu tiên đã không còn sữa, Ngô Bình liền gọi người thứ hai vào. Cứ như vậy, sau khi bú sữa của 10 vú em xong, cậu bé mới hài lòng. Cậu bé xòe tay gọi Ngô Bình bố đòi bế chứ không muốn vú em bế mình nữa. Ngô Bình gọi Lý Long Thần vào. Khi anh ta nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Ngô Bình thì bật cười hỏi, sư thúc có người nối dõi từ bao giờ thế? Ngô Bình, bất hóng chuyện đi, cậu đi hỏi 10 vú em đó xem họ có đồng ý đi cùng tôi không, lương tháng 200.000 tệ. Ngô Bình đã nhận ra cậu bé này ăn khỏe kinh người nên cần phải đưa theo 10 vú em mới đủ. Lý Long Thần, họ chắc chắn sẽ đồng ý, đệ tử sẽ đi chuyển lời. Lúc này, những người giúp việc mang đồ dùng cần thiết như quần áo. Tã, giày tất cho em bé. Cậu bé được thay quần áo mới, giờ đã có thể chạy đi chạy lại nghịch ngợm như một chú khỉ con. Lúc trèo lên, lúc lại nhảy xuống, cậu bé rất thích bám lấy Ngô Bình chơi trò xích đu. Ngô Bình vô cùng bất lực, bị tiểu yêu này quấn lấy nên anh không làm được việc gì nên hồn, chỉ đành phải chơi với nó. Rõ ràng cậu bé này đã coi Ngô Bình là bố, mở miệng ra là gọi bố. Một lúc sau, Trương Thiên Hoành cũng trở về rồi gọi Ngô Bình tới. Ông ấy đã lấy được thứ trong quan tài, nở nụ cười mãn nguyện vì hài lòng với thành quả đạt được. Ngô Bình còn bận chăm đứa nhỏ nên chỉ nói, thần tướng, xin chúc mừng. Tôi còn có việc nên xin phép cáo lui trước. Trương Thiên Hoành cười đáp, Ngô Bình, hôm nay may nhờ có cậu, nếu không chúng tôi không thể nào phá được đại trận. Ngô Bình đáp, có thể dốc sức vì thần tướng là vinh dự của tôi. Nói vài câu khách sáo rồi Ngô Bình lại quay về Phủ Tử Long. Lúc quay về, anh phát hiện Mị Nương đang chơi với cậu bé. Thấy Ngô Bình quay lại, Mị Nương hỏi, đây là con của anh sao? Ngô Bình cũng lười giải thích nên đáp, có thể coi như vậy.
Mị nương cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ thế nào gọi là coi như. Ngô Bình, Mị nương, cô ở lại giúp tôi chăm sóc cậu bé, tôi phải đi Thái Thanh Tiên Cảnh một chuyến. Chương 979, Châu Vân. Mị nương đáp, được, anh qua bên đó cố gắng đừng xung đột với Vân Thị. Lão, yên tâm đi, có tôi đây rồi. Chỉ có vỏn vẹn hai ngày nên hai người họ lập tức đi tới Thái Thanh Tiên Cảnh. Muốn vào được bên trong thì trước hết phải vào địa tiên giới rồi mới đi tới đó được. Vào đến địa tiên giới, lão đưa Ngô Bình tới một đại điện trên đỉnh núi. Có thể nhận ra nơi này có nhiều tu sĩ ra vào. Lão lấy ra hai tấm thẻ, ông ta một tấm và Ngô Bình một tấm. Giơ thẻ này lên là có thể trực tiếp đi qua cánh cửa bên trong, vào tới Thái Thanh Tiên Cảnh. Khi Ngô Bình vào được trong Thái Thanh Tiên Cảnh, anh đặt chân xuống một quảng trường rộng lớn. Cách đó không xa là một thành phố vô cùng phồn vinh. Ra khỏi đại điện, lão nói, cậu Ngô, đây là một trong những cánh cửa để ra vào Thái Thanh Tiên Cảnh. Ở trước mắt chúng ta chính là Dương Thành. Ngô Bình, Dương Thành, đặt tên thành phố theo tên dòng họ sao? Lão, đúng vậy, nơi này do nhà họ Dương kiểm soát. Ở đây, nhà họ Dương là lớn nhất, họ sống chẳng khác nào vua chúa. Họ đi trên quảng trường một lúc, nhìn dòng người đi qua đi lại. Như có dự cảm, Ngô Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Anh thấy trên bầu trời có rất nhiều vòng xoáy năng lượng. Anh lập tức nói, lão, chúng ta đi vào Dương Thành xem. Lão đồng ý rồi dắt Ngô Bình đi vào Dương Thành. Ở đây có rất nhiều thương nhân, các cửa hàng mọc lên như nấm. Nhìn chung đây là một thành phố mà thương mại vô cùng phát triển. Hai người họ tìm một khách điếm để ở. Ngô Bình bảo lão canh ở bên ngoài, còn anh ngồi trong phòng cảm nhận năng lượng. Trong số những năng lượng đó có một loại được ghi trong Bát Cửu Huyền Kinh, chính là vạn tượng thần lực. Hơn nữa, vòng xoáy năng lượng của lực này rất lớn, năng lượng cũng rất thuần khiết. Có điều, để thần khiếu hút năng lượng thì khá nguy hiểm, độ khó cao hơn lúc khai mở linh khiếu nhiều. Cho dù Ngô Bình có mắt thấu thị hỗ trợ cũng phải mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ mới mở được thần khiếu thứ 7. Thần khiếu này vừa mở ra, Ngô Bình cảm giác như võ hồn của mình bị chấn động. Sau đó, một lượng lớn vạn tượng thần lực đi vào đó. Võ hồn của anh sau đó cũng đi vào thần khiếu. Sau khi võ hồn hút lấy vạn tượng thần lực thì nó sẽ có những năng lực kỳ diệu của lực này. Sau này võ hồn của anh có thể mô phỏng vạn vật, ví dụ như núi, đao kiếm, rồng hay hổ. Phải thêm hơn một tiếng nữa, Ngô Bình mới ổn định được lực này. Thế là giờ anh đã mở được 7 thần khiếu, chỉ còn một thần khiếu nữa là viên mãn. Đương nhiên, sau khi anh mở thần khiếu số 8 cũng có thể mở thêm thần khiếu số 9. Người xưa nói, cái gọi là cửu thiên thập địa chính là chỉ 9 thần khiếu và 10 linh khiếu. Ngô Bình ở trong phòng tu luyện mà không để ý đến thời gian. Khi anh đẩy cửa bước ra thì trời đã tối. Lão, cậu Ngô, trời tối rồi. Cậu có muốn đi ăn gì đó không? Ngô Bình, không cần đâu. Tối nay chúng ta hãy tới chỗ Vân Thị. Lão, được. Thái Thanh Tiên Cảnh có cả thảy 7 châu và 4 lục địa. 7 châu đó được đặt theo tên các dòng họ lớn, nơi mà Vân Thị tồn tại được gọi là Châu Vân. Khi hai người bước vào lãnh địa của Châu Vân, Ngô Bình cảm nhận được một thần niệm chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Thần niệm này như đang khóa chặt anh lại. Ngô Bình kinh ngạc, lão nói, đằng trước chính là thành phố của Châu Vân. Cậu Ngô, chúng ta vào đó thôi. Sau khi tiếp đất, Ngô Bình hỏi, có một thần niệm đang khóa chặt tôi. Là ai làm vậy? Lão cười đáp, đó là đại trận phòng ngự của Châu Vân, đại trận này có khả năng phân biệt tà ma và kẻ thù xâm lược. Nếu như tôi và cậu là tà ma hoặc có ý đồ xấu với nơi này thì đại trận sẽ khiến chúng ta nổ banh xác. Đồng thời, nó sẽ tự củng cố khả năng phòng vệ lên mức cao hơn. Ngô Bình kinh ngạc, còn có trận pháp mạnh như vậy sao? Lão, Vân Thị là vương tộc, có đại trận như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Đằng trước chính là cửa thành của Châu Vân. Ở đó đang có một đoàn người xếp hàng để kiểm tra trước khi vào thành. Cổng này rất lớn, cao hơn 100 mét, có hơn 100 binh sĩ canh gác. Những thương gia đi qua đây để làm ăn buôn bán, khách du lịch đều phải ghi thông tin cá nhân vào sổ rồi mới được vào. Ngô Bình, tôi lấy thân phận gì để đi vào đây? Lão, cậu cứ nói mình là đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn ở địa tiên giới, tới đây để tham gia cuộc tuyển chọn binh sĩ vào doanh trại tuần thành. Đúng rồi. Cậu hãy nghĩ một cái tên mới, không được dùng tên thật. Ngô Bình, doanh trại tuần thành. Lão, đó là doanh trại phụ trách trị an trong thành, mỗi ngày đều phải đi tuần khắp nơi. Nếu phát hiện kẻ phạm tội có thể xử lý tại chỗ.
Lão cười rồi nói tiếp, có điều muốn vào doanh trại này ngoài việc có thực lực ra thì cũng phải có tài lực nữa. Ngô Bình, ý ông là muốn vào đó phải mua chức. Lão gật đầu, không sai, người của doanh trại Tuần Thành rất thích tiền, những cuộc trao đổi này cũng diễn ra rất sòng phẳng. Ngô Bình, ông nói với tôi điều này là muốn tôi tham gia vào đó. Lão đáp, cậu Ngô, nếu tham gia doanh trại Tuần Thành, cậu có quyền đi tới mọi nơi. Như vậy thì càng dễ có cơ hội tiếp xúc với đại trận. Ngô Bình cảm thấy rất có lý, anh đáp, được, ông hãy sắp xếp đi. Lão gật đầu, chúng ta tìm chỗ ở đã. Những việc phía sau cứ để lão lo liệu. Hai người họ vào thành, sau đó lão đưa Ngô Bình tới một khách điếm rồi gọi vài món ăn. Ông ta bảo Ngô Bình hãy đi nghỉ trước rồi ra ngoài một mình. Ngô Bình ở lại khách điếm ngồi thiền điều hòa khí trong cơ thể. Đến tận lúc trời sáng lão mới quay lại. Lão cười nói, cậu Ngô, lát nữa cậu hãy đi phỏng vấn. Người phỏng vấn sẽ tuyển thẳng cậu. Ngô Bình gật đầu, được. Hai người họ đi ăn sáng ở một quán trà gần đó, sau đó Ngô Bình muốn đi thăm thú xung quanh vì còn mấy tiếng mới tới giờ phỏng vấn. Đến một tiệm bán đan dược, do thói quen nghề nghiệp nên Ngô Bình muốn vào trong xem. Anh nói, lão Khanh, chúng ta vào xem. Tên thật của lão là Khanh Phi Nhiên, có điều rất lâu rồi không ai gọi ông ta bằng cái tên này nữa. Những người quen biết không gọi bằng ông thì sẽ gọi là lão. Ngô Bình đột nhiên gọi lão Khanh khiến ông ta có chút không quen, nhưng cũng không ý kiến gì. Cửa hiệu này rất lớn, trên dãy kệ dài bày ra đủ loại đan dược. Có vài tiểu nhị đứng sau quầy, nhiệt tình giới thiệu và hướng dẫn quan khách cách sử dụng các loại đan dược. Ngô Bình quan sát xung quanh, phát hiện ở đây có một số đan dược do điện trường sinh luyện. Cũng có một số là do đan đỉnh môn luyện ra. Anh nhìn quanh một lượt thì phát hiện đan dược ở đây đắt hơn ở địa tiên giới, hơn nữa chất lượng lại kém hơn một chút. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, địa tiên giới là điểm liên lạc của các thế lực tại Côn Luân, việc mua bán đương nhiên cũng phát triển hơn. Cửa tiệm này có nhiều tầng, ba tầng đầu đều bán những loại đan dược phổ thông, Ngô Bình không có hứng thú. Đến tầng thứ tư anh mới phát hiện ra một số loại đan dược thú vị. Sau cùng, anh đi lên xem tiếp các tầng trên. Anh đang định đi lên thì có một người mặc áo choàng màu xanh lam đứng chặn đường, lạnh lùng hỏi, vị quan khách này, anh đã xem 5 tầng rồi mà vẫn chưa tìm được loại đan dược mình muốn sao? Ngô Bình lạnh lùng hỏi lại, sao vậy? Tiệm các người có quy định khách tới xem phải mua đan dược ở 5 tầng đầu tiên sao? Người mặc áo lam cười ha ha đáp, không có, có điều nhìn anh cũng không giống người có tiền. Tầng tiếp theo anh không nên lên thì hơn, dù gì cũng làm gì có tiền mua. Lão nổi trận lôi đình, im miệng ngay. Cậu chủ nhà tôi không có gì ngoài điều kiện, mua cả cái tiệm nát của các người cũng chỉ như mua rau ngoài chợ. Gọi ông chủ các người ra đây. Thanh niên kia cười lạnh, miệng lưỡi xéo sắt gớm nhỉ. Đáng tiếc, chủ của chúng tôi không muốn gặp các người. Lão rút ra một tấm lệnh bài ở thắt lưng, lạnh lùng nói, cứ đi hỏi thử đi. Trên lệnh bài này viết chữ Vân, người có tấm lệnh bài này đều là người nhà họ Vân. Người mặc áo lam sững sờ, sau đó mặt biến sắc, vội vã cúi gập người nói, hóa ra là người của Vân Phủ, tiểu nhân biết tội, xin tiên sinh tha tội. Chương 980, bí mật của Tàn Đan. Thanh niên áo lam vốn định dùng kế khích tướng với Ngô Bình, không ngờ anh lại có thân thế khủng như vậy nên vội vàng xin lỗi. Ngô Bình lạnh lùng đáp, khỏi phải khích tôi, có đồ tốt mang hết ra đây đi. Thanh niên áo lam, vâng vâng, ban nãy là tôi đã thất lễ. Bên trên có một số đan dược tốt, mời quan khách đi theo tôi. Thanh niên này dẫn Ngô Bình và lão đi lên tầng. Ở trên đây được bài trí khác hẳn so với các tầng dưới. Ở đây có rất nhiều cái hộp nhỏ bằng thủy tinh được đặt trên những cái bệ bằng ngọc. Mỗi cái bệ ngọc như vậy chỉ có một chiếc hộp thủy tinh. Mà trong mỗi hộp thủy tinh như vậy chỉ có duy nhất một viên đan. Ngô Bình quan sát một lượt, quả thực những viên đan này cũng đặc biệt hơn đan ở tầng dưới. Anh nhìn thấy đan thuần dương, đan nguyên anh, thấp nhất cũng là đan tam phẩm. Đương nhiên, đan dược ở đây giá cũng cực đắt. Thanh niên kia cười nói, quan khách, những viên đan này vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của anh sao? Ánh mắt của Ngô Bình dừng lại ở mấy chiếc hộp thủy tinh trong góc. Ở trong hộp thủy tinh có hai lọ đan dược. Đan dược này dường như không phải để bán cho khách, chỉ bày ở đó mà thôi. Qua chiếc bình, Ngô Bình thấy bên trong cũng có đan dược, hơn nữa chất lượng rất tốt, hơn hẳn những đan dược được bày bán. Ngô Bình hỏi, hai lọ đan dược kia cũng bán chứ? Thanh niên kia liếc nhìn về phía đó rồi đáp, đó chỉ là tàn đan, là do trong quá trình luyện đan gặp vấn đề nên luyện ra đan hỏng.
mặc dù nó chỉ là phế phẩm nhưng cũng có một số hiệu quả nhất định. Nói rồi, thanh niên áo lam đi về phía đó, lấy ra hai lọ đan dược, cười nói, trong hai lọ này lần lượt đựng âm dương pháp đan và bất tử thần đan. Hai loại đan dược này Ngô Bình biết, âm dương pháp đan là thánh dược tiên quân cần dùng khi đột phá cảnh giới âm dương. Còn bất tử thần đan là đan dược cần sử dụng khi đột phá cảnh giới bất tử. Hai loại đan dược này còn quý hơn cả long môn đan anh từng giúp điện trường sinh luyện. Anh đón lấy lọ đựng đan, phát hiện hai viên đan này không phải là phế phẩm mà là chưa luyện xong. Với loại đan dược cao cấp như thế này cần được luyện từ hai lần trở lên mới ra được thành phẩm hoàn chỉnh. Nhưng rõ ràng là thanh niên áo lam, thậm chí cả chủ tiệm đan này đều không biết được sự huyền diệu của nó nên mới nghĩ nó là phế phẩm. Ngô Bình mặt không cảm xúc, hỏi, hai lọ đan này giá bao nhiêu? Thanh niên kia thấy Ngô Bình có hứng thú với lọ đan phế này thì vội đáp, âm dương pháp đan 1.500 đồng tiền bùa. Còn bất tử thần đan thì 2.100 đồng. Ngô Bình, đan phế mà bán với giá đó sao? Thanh niên kia cười khổ đáp, giá này là do ông chủ tôi định ra, tôi không có quyền quyết định. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát, sau đó đưa cho thanh niên kia 4.300 đồng tiền bùa rồi thu lấy hai lọ đan. Thanh niên kia không ngờ mình lại kiếm được món hời lớn như vậy. Anh ta cười nói, quan khách thật có mắt nhìn. Đan này mặc dù là tàn đan nhưng vẫn là đan dược cao cấp, mua về chắc chắn không lỗ. Lão Khanh thấy cảnh này thì không kìm được nữa, nói cậu Ngô, ở đây đắt quá, hay chúng ta đi chỗ khác xem. Ngô Bình, đã tới rồi thì không mua gì cũng đáng tiếc. Sau khi ra khỏi tiệm đan dược, lão lắc đầu nói, cậu Ngô, cậu cũng biết luyện đan mà. Sao lại mua đan phế phẩm về làm gì? Ngô Bình cười đáp, ai nói đây là đan phế kia chứ? Chỉ là nó chưa được luyện xong mà thôi. Giống như âm dương pháp đan này có dược tính chỉ giữ được trong một thời gian ngắn, không quá 2 tiếng. Thầy luyện đan muốn giữ cho đan dược này không mất đi công hiệu nên chia thành 2 lần để luyện. Lần luyện đầu tiên là khó nhất, cũng là giai đoạn thể hiện rõ nhất trình độ của thầy luyện đan. Lần thứ 2 thì dễ hơn nhiều, tác dụng của nó là khôi phục dược tính cho đan. Đương nhiên, một khi dược tính được phục hồi thì phải sử dụng ngay trong thời gian ngắn. Lão trợn tròn mắt, còn có chuyện như vậy sao? Cậu Ngô, vậy thì cậu hời lớn rồi. Đi về phía trước thêm vài bước, Ngô Bình nhìn thấy một tiệm bán quần áo. Quần áo ở trong đó mới là hàng hiệu xa hoa thực sự, được dệt bằng chất liệu quý giá không thể tìm thấy ở nhân gian. Càng hiếm có hơn là tiệm này đã cập nhật những mẫu mã mới nhất ở bên ngoài, còn có cả sườn xám và váy liền. Ngô Bình vừa nhìn qua đã thấy bị thu hút nên đẩy cửa bước vào tiệm. Một người phụ nữ rất có khí chất ra đón anh, cười hỏi, quan khách muốn xem quần áo sao? Ngô Bình gật đầu, cô là chủ cửa hàng sao? Cô gái cười đáp, đúng vậy. Ngô Bình, tôi muốn chọn vài bộ cho bạn gái. Cô gái đáp, anh quả thực rất có mắt nhìn. Ngô Bình chỉ vào một bộ sườn xám, hỏi cùng kiểu này có những bộ nào? Cô gái đáp, quan khách, cùng kiểu dáng cũng có thể đặt làm riêng. Hơn nữa có thể dùng những chất liệu khác nhau. Cô gái lấy ra một cái hộp, bên trong có mấy chục mẫu vải. Ngô Bình phát hiện ra một loại vải vô cùng mềm mại, có độ bóng sáng rất đẹp. Chất vải này hè mặc không nóng mà đông mặc cũng không lạnh. Hơn nữa, nó còn có tác dụng bảo vệ cơ thể nhất định, có thể ngừa nước lửa, phòng đao kiếm, lại còn rất thân thiện với da. Ngô Bình hỏi, chất liệu này được đấy, dùng nó dệt một bộ sườn xám thì hết bao nhiêu tiền? Cô gái cười đáp, quan khách thật có mắt chọn. Đây là sợi tencel, giá bán 1 lạng trên thị trường là 100 đồng tiền bùa. Nếu muốn dệt một chiếc sườn xám thì ít nhất phải dùng 2 lạng sợi này. Nếu tính thêm chi phí cho thợ lành nghề thì ít nhất cũng phải 700 đồng tiền bùa. Lõi đời như Lão Khanh mà cũng thấy đắt. Ông ta nói, cô chủ, không bán rẻ hơn chút được sao? Cô chủ đáp, xin lỗi, ở đây chúng tôi không giảm giá. Ngô Bình đáp, mấy kiểu sườn xám này đều không tệ. Tôi cho cô số đo, cô làm trước 3 bộ cho tôi xem thế nào. Sau đó anh đưa cho cô chủ tiệm số đo của Đường Băng Vân, Đường Tử Di và Chu Thanh Nghiên. Nếu đẹp, anh sẽ đặt thêm vài bộ để tặng những người xung quanh mình. Cô chủ tiệm vừa ghi lại số đo vừa ngạc nhiên thốt lên, bạn gái của anh số đo đều rất chuẩn, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Sau đó, Ngô Bình chọn thêm 3 chiếc váy làm từ cotton thượng phẩm. 3 bộ quần áo làm từ vải lanh thượng phẩm. Tất cả hết hơn 3.000 đồng tiền bùa, quả là xa hoa. Phải biết, nếu ở bên ngoài thì 1 đồng tiền bùa bằng 100 triệu tệ, hơn nữa loại tiền này còn cực hiếm. Nhiều khi có tiền cũng không mua nổi. Lão Khanh cũng sốc nặng vì cách tiêu xài của Ngô Bình.
Ông ta nói, cậu Ngô, cậu có nhiều tiền nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy. Là 3.000 đồng tiền bùa đấy. Ngô Bình cười đáp, tiền làm ra là để tiêu mà. Sau khi chốt đơn xong, chủ tiệm liền sai người đi may đồ, nhanh nhất cũng phải đến mai mới được lấy hàng. Ngô Bình đi dạo trên phố thêm một lúc, khi gần đến giờ mới tới chỗ phỏng vấn. Lão Khanh đặt cho Ngô Bình cái tên khác là Lý Bình, là đệ tử kiếm phái Thục Sơn và tu vi nhân tiên. Ở cổng nha môn của doanh trại Tuần Thành có rất đông người. Cứ một lát lại có một người được gọi tên để vào bên trong phỏng vấn. Ngô Bình đứng trong đám đông, nghe thấy ở phía không xa có tiếng người xì xào, người anh em, cậu đi bao nhiêu tiền đấy? Có qua được không? Người kia đáp, tôi đã đưa họ 300 đồng tiền bùa rồi. Hai, để kiếm được món tiền đó tôi phải đi vay mấy chục họ hàng. 300 đồng, giàu thế, điều kiện của tôi không tệ nên chỉ đưa 100 đồng thôi. Người nhận tiền nói có 50% cơ hội đỗ. Ngô Bình nghe xong thì đột nhiên cảm thấy có điểm, sao ai cũng đi tiền hết vậy. Anh nhìn sang Lão Khanh cười đáp, cậu không cần lo lắng, tôi đã tìm một người đáng tin cậy giúp đỡ. Hơn nữa chúng ta còn đập vào đó 1.000 đồng tiền bùa. Không vấn đề gì đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.